<laughs> ha ha điện hạ đến đây nô ra đút thuốc cho ngài dùng nào 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 điện hạ đến lúc phải uống thuốc rồi ừm tỉ tỉ đút thuốc thật ngọt ngào ha 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 đồ ngốc này vậy mà cũng bị độc chết không biết trong thuốc có độc sao Ôi chào gái xinh gái xinh Tại sao người vẫn chưa chết Mình đây là bị gì thế này Đây không phải là tình tiết trong bộ phim mình vừa xem sao Ôi mẹ ơi mình vậy mà lại xuyên không rồi Còn biến thành cái tên ngụy Vương rốt nát kia Điện hạ, Sao ngài lại nói lung tung gì thế? Nhất định là bị phong hàn vẫn chưa khỏi. Nào uống thêm ngụm thuốc đi đủ rồi. Thực ra, ả à, Vương Phi này lừa ta uống thuốc khiến thần hồn điên đào. Sau đó mất đi mạng nhỏ này của ta. Nhưng ta đã đến đây rồi thì nhất định sẽ nghịch thiên cải mệnh. Còn muốn gạt ta à? Điện hạ, ngài nói gì thế? Nếu như ta nhớ không sai, là Diệp Thái Sư kêu ngươi đến giết ta phải không? Không phải Diệp Thái Sư hao tâm tốn sức để cô trở thành Vương Phi của ta. Còn bắt cô phải hiến thân, chính là vì khiến ta uống phải thứ thuốc độc này. Cô hy sinh cũng không ít nhỉ. Ta ta không có được. Dù sao cô cũng đã đến đây rồi. Lễ vật này, ta sẽ nhận vậy. Sau này sẽ tìm Diệp Thái Sư tính sổ sau. Ta chính là người của Diệp Thái Sư. Ngươi đừng hòng chạm vào ta. Cô có phải hay không ta đều rất thích. Hỗn sược, ngươi, ngươi mau thả ta ra. Nếu không ta sẽ gọi người đó. Hết ta, ta lại muốn xem xem. Ta ngủ với vương phi của ta ai dám quản. Sau này cô chính là người của bổn vương rồi. Nên làm gì không nên làm gì cô tốt nhất nên hiểu rõ. Nếu không đừng trách bổn vương không khách khí vâng. Quý phi giá đáo. Bệ hạ có chỉ. Ngụy vương âm thầm tạo phản, lập tức ban chết. Kim thống lĩnh mau tiến ngụy điện hạ đi nhẹ nhàng đi. Giết ta, kim trung ngươi dám không? Còn không lên, còn ngươi nữa lý cách. Ngươi dám kháng chỉ sao? Vậy nương nương lấy thánh chỉ ở đâu ra thế? Không có thánh chỉ, truyền chỉ giả. Đó chính là tội chết đấy. Kim Trung Bổn Vương cho ông một cơ hội lập công chuộc tội. Ông giết Diệp Quý Phi đó cho ta. Ta sẽ bảo đảm cái mạng nhỏ của ông. Hỗn sược ngươi dám. Vô lễ với nương nương còn phí lời với hắn làm gì? Giết hắn cho bổn cung. Đợi khi thái tử kế vị, bổn cung sẽ phong ông là đại tướng quân hộ quốc. Lên cho ta, lấy thủ cấp của điện hạ. Mai kiếm. Đám người này mưu đồ mưu phản. Xin chủ thượng ra lệnh, ngoại trừ Diệp Quý Phi, không giữ lại tên nào. May mà có sự giúp đỡ của tiên hoàng hậu, đã để lại một ám vệ đại sát khí thế này. Lý khách, ngươi lại dám giết hại ngự lâm quân. Ngươi, ngươi muốn tạo phản sao? Ta thấy là nương nương muốn tạo phản mới phải. Giang lòng phụ hoàng, giả truyền thánh chỉ. Ngay cả dòng máu của thái tử, cũng là của phụ thân ngài Diệp Văn Chính. Ngươi nói bậy cái gì vậy hả? Sao hắn lại biết được không có huyết thống hoàng gia chứ? Những người biết chuyện này đều bị giết hết rồi mà. Ta có nói bậy không? Lẽ nào nương nương không biết? Nếu như nói như vậy, nương kim thái tử chính là đệ đệ của người. Người nương nương đúng là một phi tần tốt. Giúp đỡ phụ thân Diệp Văn Chính của mình. Ha ha ha, nếu như chuyện này bị đồn ra bên ngoài, người nói xem Diệp ra có bị tan nhà nát cửa không? Đừng mà quý phi nương nương đã từng tuổi này rồi. Lại phong lưu phóng khoáng như vậy. Đúng lúc thực giao cũng ở đây, hay là hai người cùng hầu hạ ta? bổn vương bảo đảm bí mật này sẽ không có người nào biết <laughs> ngươi nằm mơ đi ta cho người ba giây suy nghĩ ngụy vương bệ hạ khẩn truyền truyền người lập tức đến tẩm cung khẩn truyền khẩn truyền sao mai kiếm sai người trông chừng hai nữ nhân này triệu tập nhân lực bao vây điện thái cực vâng quả nhiên lão hoàng đế này sắp chết rồi đợi khi ông ta chết rồi họ diệp kia nhất định sẽ để thái tử kế vị may mà ta vẫn còn nhớ đại khái tình tiết nếu như ta đã đến đây rồi thiên hạ này sẽ phải theo ý ta lão hoàng đế này nói cho cùng cũng là một người đáng thương không uống nữa Cách nhi, phụ hoàng biết trong lòng con hận chấm. Chấm đã hại mẫu hậu con, lại lưu lạc con phụ hoàng. Ừm, thời gian của chấm không còn nhiều nữa. Điều duy nhất chấm không yên tâm chính là con. Chính là Giang Sơn xã tắc của Lý Gia Ta. Diệp Thái Sư, Lý Cách hắn ta sao vẫn còn sống thế? Không phải ngài đã sai người hạ độc hắn rồi sao? Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó. Thời điểm quan trọng thế này lại xảy ra sơ suất. Phụ hoàng truyền hắn ta vào yết kiến có phải muốn đổi hắn ta làm người kế vị không hoàng thượng à hoàng thượng hoàng thượng bây giờ đã gần đất xa trời rồi cho dù ông ta có muốn đổi thái tử cũng đã muộn rồi hiện nay thái tử vô năng diệp ra lại lăm le dòm ngó chỉ có trông cậy vào con bảo vệ giang sơn đại chu ta phụ hoàng yên tâm có nhi thần đây giang sơn này sẽ không để kẻ khác lấy đi còn hãy nhớ cho ta muốn chống giặc ngoài phải bình định nội tại trước phải dùng thủ đoạn lạnh lùng mới có thể diệt trừ bọn tham quan nội gián chỉ có như vậy giang sơn đại chu mới có thể bảo vệ được chỉ tiếc rằng con trai của ta không có binh quyền không có tâm phúc chuyện đến nước này người lo lắng cũng không có ích gì chi bằng hãy phế thái tử phò trợ con đăng cơ nhi thần nhất định sẽ bảo vệ giang sơn đại chu Được. được. Giúp chấm canh y. Chấm muốn danh chính ngôn thuận giao hoàng vị này cho con. Phụ hoàng chỉ có thể làm được như vậy. Những chuyện còn lại, toàn bộ đều cậy vào con. Truyền lệnh bách Quang quan văn võ, vào điện thái, thái cực nghị sự. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đều quỳ tiếp đi. Diệp Thái Sư, có lão thần thánh chỉ này. Khanh đến đọc đi. Bách quan văn võ, khấu đầu nghe chiếu. Đại chu hoàng đế có chiếu, thái tử thất đức. Khó kế thừa ngay vị quý báo, từ nay trở đi phế chốt ngôi vị thái tử, nhị hoàng tử lý cách khôn ngoan đức độ phẩm hạnh đoan chính, dựa theo tông quy lập thành thái tử. Lập tức. Sao lại dừng rồi? Tiếp tục đọc đi, lập tức đăng cơ. Nhi thần tụ phụ Hoàng Long Ân. Bệ hạ, chuyện này tuyệt đối không thể được. Vào lúc này phế trước thái tử sẽ khiến đất nước lung lay. Khẩn xin bệ hạ suy nghĩ lại. Xin bệ hạ xem xét lại bệ hạ thái tử hiền minh là lựa chọn có một không ai cho vị trí chữ quân tương lai khẩn xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh trẫm vẫn còn chưa chết nó đã dám sai người hạ độc huynh đệ ruột thịt của nó là ngụy vương đây là hiền minh của thái tử sao phụ hoặc người hiểu lầm rồi người hiểu lầm nhi thần rồi chư vị đại nhân hoàng thượng đã bị ngụy vương lừa dối thánh chỉ này cũng bị mê hoặc mà viết ra ta nhất định phải bảo vệ tốt hoàng thượng không thể để cho âm mưu của ngụy vương thành công được âm mưu của ngụy vương thành công được ngụy vương người cũng thật to gan dám làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo như vậy còn không mau nhận tội bệ hạ nhân từ có lẽ sẽ miễn tội chết cho ngươi các ngươi muốn tạo phản sao trong mắt các ngươi rốt cuộc có còn có chấm không phụ hoàng diệp thái sư nói như vậy cũng là có nguyên do theo như nhi thần điều tra lý cách hoàn toàn không có huyết thống lý ra Khoang đường cách nhi do hoàng hậu thân xin là đích tử của chấm Phụ Hoạt, Nhi Thần vốn cũng không dám tin, cho đến khi Diệp Thái Sư đưa bằng chứng ra trước mặt Nhi Thần, Nhi Thần mới hoảng hốt giác ngộ, quay chi an thần đã điều tra rõ ràng, năm đó tiên hoàng hậu tư thông với người khác sinh ra Lý Cách, những năm qua Lý Cách giấu giếm sự thật, Phạm Thượng khi quân Diêu xi si an di tiên phu vô gia châu a phang xin U mi E vô ier Diêu xoan le dám xúc phạm danh tiết của mẫu hậu ta. Lão Phu không hề vu khống. Kiểm tra sẽ biết thôi. Bệ hạ xin người tha mạng. Chấm hỏi ngươi, Ngụy Vương Lý Cách thực sự là do ngươi và Hoàng hậu tư thông với nhau sinh ra sao? Tiểu nhân là thị vệ trong cung của Hoàng hậu Nương Nương. Bệ hạ năm đó người sủng hạnh người khác, lạnh nhạt Nương Nương. Vào một đêm khuya Nương Nương truyền tiểu nhân vào phòng. Sau đó cầm miệng, ngươi còn nói bậy nữa ta sẽ giết ngươi. Lý cách, nghiệt chủng nhà ngươi, có tư cách gì kế thừa hoàng vị, chỉ dựa vào vài câu nói của ngươi mà muốn đổi trắng thay đen. Ngươi nói ông ta là phụ thân sinh ra ta, chứng cứ đâu? Lúc người ra đời, ta đã nhìn trộm người. Nhi chiên bang sang yu yi chuông le tai di. Bệ hạ, lão thần xin chỉ kiểm nghiệm lý cách, nhi thần tán thành, thần cũng tán thành. Nếu đã như vậy, con hãy mau cởi áo khoác ngoài ra đi. Chấm cũng muốn biết chân tướng sự thật. Lão hoàng đế lại dễ dàng bị dụ dỗ như vậy. Chẳng trách triều đình lại ra thành thế này. Còn bị thân tử tin tưởng nhất cắm sừng. Cha Tiên Diêu Giang Ni The Chen Le Liên phu hoang lưu bầy nhìn men bi, lý cách người tiểu nhân bị ổi, người đâu giết tiện nhân này cho ta. Ha 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 ha, các người có bị ngốc không? Vô ly sen sang đờ tai Ji, công si ao yan. Những người từng nhìn thấy nó đếm không xuể. Tùy tiện đem cái này ra rồi nói là phụ thân ruột của ta. Các ngươi vậy mà cũng tin được. Chấm dường như cũng từng nhìn thấy. Biết ngay ngươi sẽ nói như vậy. Nhỏ máu nghiệm thân ngươi có dám không? Nhỏ máu nghiệm thân hoàn toàn không thể chứng minh được gì. Ni chun bu chun. Ta thấy ngươi chính là đang trột dạ. Không sai. Nếu như trong lòng ngươi không có gì xấu xa. Tại sao lại không dám thử? Bệ hạ, chuyện này liên quan đến Giang Sơn xã Tắc Đại Chu. Xin bệ hạ ân chuẩn. Xin phụ hoàng ân chuẩn. Chấm chuẩn. Phụ hoàng người thật sự muốn như vậy sao? Nhi thần chính là con trai duy nhất của người và mẫu hậu. Phụ hoàng, ngay cả mẫu hậu người cũng không tin tưởng sao? Chuyện này liên quan đến huyết mạch hoàng thất đại chu ta. Chấm, nhất định phải cẩn trọng. Được, vậy thì nghiệm đi. Mời Diệp Văn Chính máu của ta không phải vật tầm thường đâu lẽ nào ngươi muốn kháng chỉ sao được lẹ đi lẹ đi đây là thật sao được lắm Lý Cách, ngươi quả nhiên là Nhiệt Trùng. Không ngờ Hoàng hậu Đại Chu ta lại tư thông với người khác. Chúng ta đều bị tên Nhiệt Trùng này lừa rồi. Giang Sơn Đại Chu ta cũng có ngày bị đứt đoạn Nhiệt Trùng nhà ngươi dám mạo phạm huyết mạch hoàng thất. Ngươi đáng bị Chu Di cử tộc ngay lập tức. Ngươi đâu? Lý Cách giả mạo hoàng tử, mưu đồ lật vị. Chém đầu! Khoan đã, ta là một người trưởng thành đã trải qua 9 năm tu luyện giáo dục, lại bị các ngươi xem thành trò lừa đảo, chết tới nơi rồi còn dám loạn ngôn. Nghịch tử, ngươi còn gì muốn giải thích? Phụ hoàng, mẫu hậu là người như thế nào người hiểu rõ hơn ai hết. Chỉ dựa vào vài câu dối trá của bọn họ mà người nghi ngờ mẫu hậu. Mẫu thân của con qua đời chấm đã không còn lập vị nữa. Thật không ngờ, nàng ấy lại phản bội sau lưng chấm như vậy. Nếu như mẫu hậu dưới hoàng tuyền biết được, nhất định sẽ hận người. Lời này có ý gì? Phụ hoàng, bọn họ đã bỏ thêm muối vào trong nước, bất cứ ai nhỏ máu vào đó, đều sẽ kết tụ lại thành một giọt. Phụ hoàng nếu như người không tin, chi bằng để thái tử cũng thử nghiệm đi, cái gì đổi trắng thay đen, đúng thật là vớ vẩn. Bệ hạ, lão thần sẽ thay người diệt trừ tên nhiệt chủng này, diệp thái sư ông gấp cái gì chứ? Ông làm chuyện ác trột dạ hay là muốn tiêu hủy chứng cứ đây? Cầm miệng, đã đến nước này rồi còn ngạo mạn. Bổn thái tử niệm tình huynh đệ 10 năm qua, có thể giữ lại cho ngươi một con đường sống, cho ngươi an tâm là một thường dân. Còn không, buộc phải lấy mạng ngươi ngay tại chỗ. Đều dừng tay hết cho ta, truyền thái y kiểm chứng. Diệp Thái Sư, ông làm gì vậy hả? Bệ hạ, chứng cứ rõ rành rành. Thần xin bệ hạ trừng trị tên nghiệt chủng này, tên tội nhân giả mạo huyết thống hoàng gia, để làm gương cho triều đình. Hay lắm lão già, một mặt ông tiêu hủy chứng cứ, một mặt lại muốn ép buộc phụ hoàng. Ông muốn tạo phản sao? Ăn nói hồ đồ. Máu của ngươi và máu của lão tướng Hòa Quyện với nhau, đây là điều mọi người đều tận mắt nhìn thấy, ngươi còn giảo biện cái gì nữa? Tác dụng của muối trắng ta đều nói với mọi người rồi, chỉ dựa vào chuyện này mà muốn vu oan ta, e rằng là đang mơ mộng hão huyền. Cách nhi, chuyện này là thật sao? Phụ hoàng nếu như không tin, cứ để mọi người cùng thử sẽ biết ngay. Ôi con trai của ta lão nô cũng có hậu thế rồi Ha ha hoàng thượng Hoàng thượng ngụy Vương Điện Hạ nói đúng là thật Chấm biết mà cách nhi của chấm không phải giả mạo Ngươi Diệp Thái Sư bày trò ly gián Phạm tội khi quân Phụ hoàng Phụ hoàng Hoàng thượng Lui xuống hết cho ta phụ hoàng đã gần cạn dầu hôn mê rồi bút tích trên thánh chỉ này ông có nhận ra không đó có phải bút tích của phụ hoàng không quả thực là bút tích của đích thân bệ hạ nhưng mà lời bổn vương nói các ngươi không tin lời của diệp thái sư nói thì các ngươi lại tin nếu thân phận của bổn vương đã kiểm chứng rồi vậy thì thánh chỉ này có hiệu lực rồi thái tử và diệp văn chính cùng nhau làm loạn dựa theo luật pháp kẻ nào phạm tội giết chết không tha mai kiếm có thuộc hạ Ngụy Vương Điện Hạ, Lão Phu là Thái Sư Đương Triều, Tam Cung Chư Đạo, nếu như Ngài giết ta, Triều Đình chắc chắn sẽ sụp đổ, càng huống hồ, con trai của Lão Phu là Đại Tướng Quân trong Triều, lúc này, nó đang chấn giữ biên cương, nếu như biết được tin Lão Phu bị giết, nó nhất định sẽ mang quân đánh vào Hoàng Cung, vậy sao? Người đâu? ngộ tướng tham kiến ngụy vương điện hạ thần đã tìm được hổ phù của bệ hạ rồi lúc nào cũng có thể triệu tập tam quân cựu tướng quân nhạc trung lâm không phải ngươi vì biển thủ quân sự, nên đã bị lưu đầy về phía Tây Bắc sao? Tướng quân vẫn một lòng trung thành với đất nước. Vụ tham ô trước đây chỉ là tin đồn nhảm nhí. Đạ tạ ngụy Vương Điện Hạ đã minh oan cho thần. Bây giờ bổ nhiệm nhạc trong lâm làm thống soái của ngự lâm quân. Thống lĩnh ngự lâm quân, hổ phù sẽ do bổn vương tạm quản. Minh mã thiên hạ nghe hiệu lệnh. Nếu có ai vi phạm, giết chết không tha. Diệp Thái Sư ông vừa nãy nói, ông muốn con trai ông đem quân làm phản. Lão thần thất ngôn, lão thần tham kiến thái tử vạn tuế tham kiến thái tử vạn tuế thái tử vạn tuế, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế cuối cùng thì ta cũng thắng thế trận này lão thần quyền lực nhất đại chu đã thừa nhận rồi ta sẽ lập tức đăng cơ cũng không biết có ai nói gì không không thể nào tuyệt đối không thể nào không thể nào nhạc trung lâm có thần ngươi mang theo ngự lâm quân phong tỏa hoàng cung không có hiệu lệnh của bổn vương không có ai được ra vào kẻ nào phản kháng giết không tha đừng hành động quá hấp tấp vội vàng muốn có được cơ đồ nhớ rõ hãy nhớ rõ phụ hoàng yên tâm nhi thần biết nên làm thế nào như vậy thì phụ hoàng yên tâm rồi phụ hoàng phụ hoàng phụ hoàng, phụ hoàng. người đi đi giang sơn giao cho con người yên tâm được rồi ngô ngầm vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ngô ngầm vạn, 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 vạn tuế vạn vạn tuế vạn vạn tuế ha ha thay đổi vận mệnh của lão tử từ nay ta sẽ đăng cơ lão tử trở thành hoàng đế rồi mai kiếm có nô tỳ tiên hoàng băng hà toàn quốc đồng lòng bi thương mang theo thánh chỉ đem đến cho các vị vua chư hầu khắp nơi không có mệnh lệnh của chấm không được đến xâm lăng chỉ có thể than khóc tại chỗ thôi tuân chỉ nhạc trung lâm có thần chấm giao hổ phủ thống soái tam quân cho ngươi ngươi phải phòng vệ đại quân khắp nơi chấn áp biên cương đề phòng nổi loạn đặc biệt là trông chừng con trai diệp văn chính là diệp hiếu trung thần nguyện vì đại chu chết ngàn lần không hối hận Người đâu? Đem Lý Tần giải vào tông nhân phủ. Không có mệnh lệnh của chấm. Không cho phép ai đến thăm non. Vâng đi mau lý cách. Ngươi sẽ không được sống yên. Diệp Văn Chính, ông xúc phạm chấm phạm tội khi quân. Nhưng niệm tình ông ở triều đình bao nhiêu năm qua, công lao có khổ lao có. Chấm miễn cho ông tội chết. Nhưng hôm nay chấm phải thu hồi chức vị thái sư của ông. Cho ông làm đại phụ ngự sử. Bỏ đi, hiện nay tên xúc sinh đó thắng thế. Tạm thời nhẫn nhịn vậy. Chờ đợi cơ hội làm việc lớn. Tạ bệ hạ tha tội không giết. Những chuyện trước đây của các ngươi, chấm có thể không truy cứu, nhưng các ngươi vẫn nên thông minh sáng suốt. Đừng trách chấm không khách khí. Hoàng thượng bớt giận, thần tội đáng nguồn chết bệ hạ. Linh đường của tiên đế đã chuẩn bị xong rồi. Chư vị ái khanh, hôm nay đã không còn sớm nữa. Hay là đừng quay về nữa, hãy cùng chấm. Bầu bạn với tiên hoàng một đêm đi. Bệ hạ. Tiên hoàng vừa mới băng hà. Còn có rất nhiều chuyện cần thần xử lý, có chuyện gì ngày mai hắn nói, lẽ nào Ái Khanh không nguyện ý bầu bạn với Tiên hoàng một đêm sao? Lão thần tuân chỉ. Bãi chiều. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chư vị Ái Khanh, hôm qua nói có rất nhiều chuyện cần xử lý nói đi chấm nghe khởi bẩm hoàng thượng vi thần có chuyện muốn tấu ngươi là vi thần khổ bộ thương thư tần huy không đúng không đúng đó là học trò của diệp văn chính cũng tốt, vậy thì lấy hắn ra mở hàng đi. Tần Huy à nói đi, mưa lớn ở khu vực Đông Nam, bách tính như lạc, mất nhà mất cửa, khẩn xin bệ hạ ra lệnh. Vậy ngươi còn trần trừ gì nữa? Tần Huy mau đem kinh phí cứu trợ thiên tai cho người dân càng sớm càng tốt, để không còn nơi nào gặp nạn nữa. Bệ hạ ngân khố chỉ còn có 3 triệu lượng bạc dùng để xây dựng quân sự những năm nay, không thể động đến, nếu như không có khoản tiền cứu trợ thiên tai, chấm chỉ nghĩ ngươi có ý đồ ích kỷ tư lợi, chấm không ngờ ngươi lại tham lam đến thế, 3 triệu lượng bạc này, e rằng còn không nhiều bằng số tiền riêng mà nhà ngươi cất giấu, bệ hạ oan ức quá. Mai Kiếm, có thuộc hạ đem chuyện của tần hộ bộ thượng thư, nói cho mọi người nghe đi. 500 lượng vàng vào cuối tháng 2 năm Long Đằng thứ hai, bí mật gửi về quê tu tô sửa Tông Miếu. Tháng 8 năm Long Đằng thứ bảy, tham ô 300 lượng bạc, ở quê nhà cưỡng ép mua 853 mẫu đất. Trong vòng 5 năm, tham ô hơn 20 triệu lượng bạc, truyền chỉ, thường thư bộ hộ tần huy kết bè kéo cánh, tham ô ngân khố, cách chức, tống vào ngục tử hình, con trai trong nhà bị lưu đày ra biên cương, phụ nữ trong nhà bị đưa vào ti giáo phóng làm kỹ nữ quan phủ, hoàng thượng tham mạng, hoàng thượng. Hoàng thượng tha mạng. Người đâu? Hoàng thượng, thần biết sai rồi. Hoàng thượng tha cho thần đi. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng. Hoàng thượng tha mạng. Hoàng thượng, tha cho thần đi. Thái sư Diệp, cứu thần với. Chư vị đều là trụ cột của đại chu ta. Vậy các ngươi đối xử với tiên đế và lòng tin của chấm như thế này sao? Chúng thần chết vạn lần cũng không đủ. Vị trí các ngươi đang ngồi là chấm ban cho. Chấm cũng có thể lấy lại hết những việc đã qua chấm có thể bỏ qua, nhưng nếu còn có chuyện tham ô nữa, chấm nhất định sẽ lột ra nhồi cỏ. Ủa, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Phải rồi, chấm còn một việc nữa muốn nói. Chán, chán, chán. Tuyên Trương Thanh. Sao lại là hắn? Thần bái kiến bệ hạ. Văn thư của giám sát viện, Trương Khanh, tuy không có chức lớn, nhưng chắc mọi người cũng không lạ gì. Hắn từng dân tấu trương tố cáo viện trưởng giám sát viện cấu kết với nhà Diệp. Vậy mà kinh triệu doãn không xử lý, lại tống hắn vào ngục, nói hắn vô khống. Diệp đại nhân có việc này không? Lão thần thực sự không biết. Vậy là hiểu lầm rồi. Đêm qua chấm đã tống viện trưởng giám sát viện vào ngục. Từ nay về sau, Trương Thanh sẽ là viện trưởng giám sát viện mới, có trách nhiệm giám sát bách quan. Ngoài chấm ra, không cần nghe lệnh ai khác thần tạ ơn bệ hạ các ngươi nghe rõ chưa thần nợ tuân chỉ hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế bãi triều thái sư tân hoàng bạo ngược như vậy đại chu e rằng sắp đổi trời đúng vậy trương thanh được hoàng đế trọng dụng như vậy người này nổi tiếng cương trực không khuất phục thái sư sau này chúng ta e là khó mà sống yên ổn không muốn chết thì câm miệng cho lão phu tối nay đến phủ lão phu bàn chuyện bệ hạ giá lăng bệ hạ cuối cùng ngày cũng đến sao lại là ngươi diệp quý phi không ngờ đúng không sao có thể chứ ngươi đã trở thành hoàng đế rồi sao Ngươi đã trở thành hoàng đế rồi sao? Ừ, như nàng thấy đó. Người đâu? Đưa tịch giao đến cung Tê Hà. Từ nay về sau đó sẽ là tẩm cung của nàng ấy. Tạ ơn bệ hạ, quý phi diệp ở lại. Vâng. Bệ hạ. Quý phi diệp, từ nay về sau hãy đối tốt với chấm. Chấm có lẽ sẽ tha mạng cho nàng. Vô lễ, ta, ta là người của tiên đế. Ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Ta nhớ là nàng vẫn còn là xử nữ mà Tiên đế chưa từng chạm vào nàng Nếu nàng muốn theo tiên đế mà tuấn táng Ta cũng đồng ý Ngươi, ngươi làm sao có thể bắt ta tuấn táng Cha ta là Thái Sư Diệp Nàng muốn cả gia tộc Diệp của các ngươi Cùng tiên đế tuấn táng sao Ngươi, ngươi dám Ta bây giờ chính là Hoàng đế Đại Chu Còn có việc gì mà chấm không thể làm Nàng nghĩ thử xem gia tộc Diệp đã làm những gì Họ có thể bảo vệ nàng đến bao giờ nếu nàng đi theo chấm dù gia tộc diệp có sụp đổ chấm cũng sẽ bảo vệ nàng cả đời vinh hoa phú quý nghe nói hôm qua lão hoàng thượng của họ vừa qua đời tân hoàng đế vừa lên ngôi là một kẻ ăn chơi vô dụng ngày mai chúng ta sẽ cho hắn một trận để nêu cao uy thế của nước lâu lan chúng ta đương nhiên rồi đại chu đã đẻ ép nước ta bao năm nay không cho tên tiểu hoàng đế này một bài học sẽ khó nguôi cơn hận trong lòng ta công chúa ngài đã chuẩn bị xong chưa đã chuẩn bị xong rồi vấn đề nan giải ngàn năm chắc chắn tên hôn quân đó sẽ không thể giải được tốt <laughs> bệ hạ tiên đế vừa mới băng hà lâu lan đã cử sứ giả đến ngay e rằng có ý đồ khác còn vì cái gì nữa chỉ là muốn thử xem chấm có đủ năng lực để kiểm soát đại chu hay không nếu chấm tỏ ra yếu kém chút nào chỉ e lâu lan sẽ chẳng coi đại chu ra gì vậy theo ý bệ hạ thì hãy để tiểu quốc lâu lan này thấy sức mạnh thật sự của chấm và đại chu mai kiếm bệ hạ có lệnh gì theo dõi mọi hành động của bọn họ vâng bệ hạ hiện tại ngài vừa mới đăng cơ triều đình ủng hộ chưa vững vàng nếu lâu lan quyết ý khơi mào xung đột e rằng chúng ta khó lòng phòng bị yên tâm chấm tự có cách Tuyên bố sứ giả lâu lan yết kiến. Bái kiến bệ hạ. Sứ thần của một tiểu quốc, gặp hoàng đế đại chu mà dám không quỳ. Tội gì đáng xử? Nước lâu lan của ta có lễ nghi riêng, xin bệ hạ lượng thứ. Thời tiên đế, các ngươi mỗi năm đều cử người đến yết kiến, thực hiện lễ nghi ba quỳ chín lạy. Giờ lại muốn phá hoại quan hệ bang giao hai nước. Thôi, bỏ đi. Quy tắc của bệ hạ không thể thay đổi. Nếu Lâu Lan không có ý kết giao với nước ta, chấm cũng không cần nương tay nữa. Người đâu, đưa những sứ giả Lâu Lan này vào Đại Lao. Ngươi dám, đặc sứ, đây là lãnh thổ Đại Chu của chấm. Chấm có gì mà không dám. Xin Hoàng đế bệ hạ thứ tội, mục nhĩ không hiểu lễ, xin tha, ta thay hắn xin lỗi ngài. Bệ hạ bớt giận, chúng ta tuyệt đối không có ý xem thường bệ hạ. Tốt hơn là như vậy, các ngươi đã đặt chân lên lãnh thổ Đại Chu của ta, thì phải tuân thủ quy tắc của Đại Chu. Nếu còn lần sau, chấm nhất định sẽ chặt đầu các ngươi tại chỗ đưa cho vua lâu lan làm quà mừng vâng đứng lên đi ta đến đây không chỉ để củng cố bang giao hai nước mà còn hy vọng có cơ hội giao lưu học hỏi với quý quốc lãnh thổ đại chu rộng lớn chắc chắn có nhiều nhân tài sẽ không thua kém lâu lan của ta đâu đương nhiên rồi nhân tài của đại chu ta không chỉ có hàng triệu nếu đã vậy không ngại so tài một chút đại chu ta sẵn sàng tiếp đãi đến cùng nhưng đặc sứ muốn thi gì? Vậy thì theo thói quen của Đại Chu, Văn Võ trí, ba trận hai thắng, bệ hạ thấy sao? Được thôi, nhưng nếu là thi đấu, thì phải có thắng thua, có cược thì mới thú vị. Không biết Lâu Lan chuẩn bị gì để cược? Hoàng thượng muốn cược gì? Rất đơn giản, nếu Lâu Lan thua, sau này mỗi năm cống nạp cho Đại Chu, 10 triệu lượng bạc trắng. Nếu chúng ta thua, chúng ta cũng sẽ cống nạp cho Lâu Lan 10 triệu lượng bạc trắng. Thế nào? Bệ hạ niên rồi sao? Đặc sứ Lâu Lan rõ ràng đã có chuẩn bị lỡ chúng ta thua chẳng phải sẽ thêm gánh nặng cho triều đình sao ai dám thi đây lỡ thua chúng ta sẽ thành tội nhân thiên cổ của đại chu mang tiếng xấu muôn đời được chúng ta đồng ý được thôi quy ninh <laughs> Ninh là dũng sĩ số 1 của Lâu Lan, từ lâu nổi danh với dũng khí ngàn người không địch nổi. Trận đầu võ đấu chúng ta sẽ cử Quy Ninh ra trận, chư vị ái khanh, có ai dám ra mặt Ninh chiến, để tôn vinh uy thế đại chu quốc ta không? Bệ hạ, thần gần đây sức khỏe không tốt, sợ làm tổn hại đến uy danh quốc gia, xin bệ hạ lượng thứ, chấm vì tướng quân mà, thần hôm nay cũng cảm thấy không khỏe, hoàng đế nhỏ, người nghĩ hạ chức lão phu lão phu sẽ không thể khống chế ngươi sao? cả triều đại thần đều là môn sinh của ta, ta không mở lời, xem ai dám ra mặt giúp ngươi. Ngày thường ai cũng nói mình trung thành dũng cảm, nguyện lấy thân báo quốc, nay có cơ hội báo quốc, các ngươi lại tránh không kịp, chẳng lẽ võ tướng đại chu đều là những kẻ chỉ biết nói xuông sao? tên quy ninh này chỉ mạnh tay chân, luận võ công tuyệt không phải đối thủ của ta, ta sẽ giết hắn. bệ hạ thần là viện trưởng giám sát viện trương thanh xin được ra trận mong bệ hạ chuẩn cho trương thanh ngươi là một văn nhân yếu đuối tay không bắt nổi con gà chút nữa sợ là bị một cú đấm khiến ngươi khóc cha gọi mẹ xem ra hoàng đế thật sự không còn ai dùng được nữa lại cử một tên vô dụng yếu ớt ra trận giang sơn nhà lý này cuối cùng cũng không thể thiếu sự ủng hộ của nhà diệp lão già mở to mắt chó ra mà nhìn xem chút nữa ngươi còn cười nổi không chấm chuẩn rồi khởi giá Trận đấu bắt đầu. Đại chu của các ngươi thật sự không còn người rồi, lại cử một kẻ yếu đuối như ngươi ra đấu với ta, chẳng lẽ chỉ cần ta đánh ngươi không đứng dậy nổi là coi như ta thắng à? Ngươi không nghĩ rằng ngươi có thể đỡ nổi một búa của ta sao? Nếu ngươi có thể đánh ta không đứng dậy nổi, sau này ta sẽ gọi ngươi là ông nội. Vậy thì đừng nói nhiều nữa, bắt đầu đi. Được, nhóc con. Xong rồi. Xong rồi. Xong, ngươi nghĩ rằng cầm thứ này có thể đấu với ta sao? Xem búa đây. Quy Ninh. Quy Ninh. Quy ninh ngươi sao vậy? đã xong rồi sao? Ta còn tưởng tên to lớn này lời hại cỡ nào, hóa ra chỉ là kẻ vô dụng mã ngoài rỗng tuyết, thật là làm mất mặt lâu lan. Đây là yêu thuật gì vậy? Hoàng đế Đại Chu, hai nước giao hảo không giết sứ thần, các thần tử Đại Chu của các ngươi lại dám sử dụng yêu thuật, làm hại sứ thần lâu lan của ta, thật là quá đáng. Bệ hạ, hành vi của Trương Thanh gây tổn hại đến mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, thần thỉnh cầu bệ hạ xử lý hắn ngay tại chỗ. Đại nhân Diệp nói đúng. Lão hồ ly này, chẳng lẽ lại có ý đồ với sứ giả của Lâu Lan? Xem ra ta còn phải đề phòng hắn. Các ngươi dựa vào đâu mà nói đại nhân trương dùng yêu thuật, còn sứ giả, các ngươi có ý gì? Thua rồi mà không chịu nhận, lần này các ngươi đến đại chu của ta, là để kiếm cớ gây hấn, xuất binh sao? Lần này các ngươi đến đại chu của, của ta, là để kiếm cớ gây hấn, xuất binh sao? Xin bệ hạ thứ lỗi, chúng thần không có ý đó, lần này coi như quy ninh thua. Cuộc thi văn ngày mai xin chư vị chuẩn bị kỹ. <laughs> Nói về thi văn, ai trong triều văn tài có thể vượt qua Diệp Công? Diệp Công xuất thân danh môn, lại học rộng biết nhiều, học trò khắp thiên hạ. Ngoài Diệp Công, ai có thể thắng? Chư vị ái khanh, sau này là thi văn và thi trí. Có ai tự nguyện đứng ra không? <laughs> Sao? Đại nhân Diệp muốn đại diện cho đại chu ta ra trận. Chấm không ngờ tới, thần hiện tại chỉ là một ngự sử. E rằng không đủ tư cách đáp lại thách thức của đặc sứ Lâu Lan. Xin bệ hạ, vừa hay, chấm cũng không định dùng ngươi. Trương Thanh là do bệ hạ tự tay, đề bạt làm viện trưởng giám sát viện, nghĩ rằng tài năng văn chương của hắn nhất định không thua kém gì ngự sử nhỏ bé này, chi bằng để viện trưởng Trương nhận lời tham gia hai cuộc thi còn lại, cho hắn thể hiện tài năng, để bá quan tin phục hắn. Diệp Đại Nhân nói đúng, viện trưởng Trương cũng nên thể hiện tài năng của mình để mọi người phục. Sao? Các ngươi đang nghi ngờ ánh mắt của trẫm à? Bệ hạ, nếu Trương Thanh không thể thắng đặc sứ lâu lan, mà vẫn giữ chức cao, thì sẽ khiến người khác nghi ngờ rằng hắn là kẻ xu nịch, dối gạt bệ hạ, chúng thần trung thành, tuyệt đối không cho phép gian thần như vậy gây loạn triều đình. Vậy ngươi muốn thế nào? Nếu Trương Thanh Tài không xứng vị, xin bệ hạ lập tức bãi miễn hắn, để chính lại triều cương. Lão già, để ngươi hung hăng thêm chút nữa, ngươi cũng chẳng nhảy nhót được bao lâu đâu. Trương Thanh, thần có mặt, ngươi có nguyện vì đại chu ra trận không? Nếu có thể mang lại vinh quang cho đại chu, thần chết cũng không từ. Tốt lắm. Vậy cuộc thi văn ngày mai, sẽ do viện trưởng giám sát viện trương thanh đại diện đại chu ra trận thần tuân chỉ vi thần tham kiến bệ hạ không biết bệ hạ triệu thần đến có chuyện gì ái khanh à hôm nay thì võ người thể hiện rất tốt không làm chấm mất mặt đó đều là nhờ vào vũ khí lợi hại bệ hạ ban cho bệ hạ mới là người thực sự anh minh thần võ bệ hạ đây là gì đây là tập thơ chấm làm khi không có việc gì chấm biết khanh có khả năng nhìn qua là nhớ đêm nay hãy học thuộc hết đảm bảo bài thi văn ngày mai không có sơ sót đây đều là do bệ hạ viết sao ừ ừ ừ ừ những bài thơ này ngoài chấm ra thì chưa ai thấy qua giờ thì có thêm khanh ta đã nói mà trước giờ bệ hạ giả ngốc chỉ là để đánh lừa người ngoài người viết ra những tuyệt tác ngàn đời này sao có thể là một kẻ vô dụng được ái khanh lại đây Bệ hạ, đây lại là gì vậy? Đây gọi là khối Rubik, là cho phần đấu trí ngày mai, dùng để đối phó với sứ thần của Lâu Lan. Ngươi tìm một thợ thủ công khéo tay, làm ra một cái giống y hệt. Vâng. Bệ hạ, Thái Phi Diệp Đích Thân mang bánh ngọt tới, nói là thương bệ hạ làm việc thâu đêm. Hôm nay Thái Phi Diệp ngoan ngoãn lắm, cũng được, cho nàng vào một mình. Vâng. bệ hạ còn đang tắm bản cung vẫn nên chờ bên ngoài lại đây thái phi diệp đêm khuya vẫn tới gặp chấm chẳng lẽ chỉ muốn trò chuyện với chấm bản cung lo lắng cho bệ hạ lo lắng cho chấm còn mang cả bánh ngọt nữa Bệ hạ, ngài thật là hư hỏng, chấm còn hư hơn nữa. Thái Phi có muốn tự mình thử không? Ở đây không tiện đâu bệ hạ. Chúng ta ra ngoài kia đi. Không, chấm thấy ở đây tốt mà. Chấm sẽ ở đây, bệ hạ. chấm 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 kỳ lạ tên hoàng đế chó chết giấu đồ ở đâu rồi nhỉ thái phi Đang tìm gì vậy? Không, không có gì. Không có gì. Thì ra ngươi không hề ngủ. Ngươi cố ý lừa ta. Ngươi thật là không biết xấu hổ. Đừng nói nghe khó nghe thế chứ. Vừa rồi rõ ràng là chuyện hai bên đều tình nguyện mà. Nàng còn kêu chấm nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh hơn nữa. Thái Phi có biết thứ này quan trọng thế nào không? Nếu nàng muốn một vài đôi bông tai hoặc dây chuyền, chấm đều cho nàng. Nhưng thứ này liên quan đến danh dự và thể diện của đại chu, chấm không thể để nàng gây họa được. Mau thả ta ra. Về bảo diệp văn chính, đừng có ý đồ gì với sứ giả của lâu lan. Nếu thực sự ảnh hưởng đến an nguy biên giới đại chu, ngày chết của hắn sẽ đến. Vật này chính là quốc bảo thiên cơ hoàn của Lâu Lan thiên cơ hoàn gì chứ làm như thần bí lắm chẳng phải là cửu liên hoàn sao ta chơi chán từ hồi tiểu học rồi luật chơi rất đơn giản chỉ cần các ngươi có thể trong một nén nhang giải được cái hoàn này thì đại chu thắng mọi người cứ thử xem ai giải được sẽ được thưởng nghìn lượng vàng ta thử trước để ta thử bệ hạ vật này quả thật kỳ diệu chỉ e không ai giải được bây giờ mới thấy lúc đầu không nên đánh cược với lâu lan hoàng thượng vẫn còn quá trẻ và bốc đồng có vẻ như đại chu cũng chỉ đến vậy thôi có vẻ như đại chu cũng chỉ đến vậy thôi lời này sai rồi công chúa diệp ái khanh và bọn họ không giải được không có nghĩa là người khác không thể nếu thực sự có người tài như vậy bệ hạ có thể mời người đó ra đây cũng để cho chúng ta mở rộng tầm mắt nếu bệ hạ không mời được người tài đó sứ giả lô lan sẽ cho rằng bệ hạ chỉ đang khoác lác lừa người đây chẳng phải là mất mặt đại chu sao chỉ thế thôi, có gì khó đâu. không thể nào, thiên cơ hoàn mà không ai trong lâu lan có thể giải được, lại bị giải ra rồi. không ngờ thật, lâu lan của các ngươi không ai có thể giải được. những trò chơi tinh xảo như thế này, đại chu của ta có rất nhiều, không kể xiết, không ngờ lâu lan lại coi nó là quốc bảo, thật khiến chấm kinh ngạc đấy. nếu vậy thì, mong bệ hạ lấy ra một hoặc hai món, để chúng ta mở rộng tầm mắt. tự nhiên rồi. Ừ. Món này gọi là ma pháp, gồm 6 màu sắc khác nhau. Dĩ nhiên màu sắc đã bị chấm xáo trộn. Nếu đặc sứ hứng thú thì thử đi, ghép lại nó đi. bệ hạ thật sự có thể ghép lại được không tất nhiên cái này còn cần chấm phải động tay sao đưa đây đầu ngốc xem cho kỹ lên xuống nhấn xuống kéo lên Làm sao có thể thế này? Có vẻ như các đặc sứ không có ý kiến gì rồi nhỉ? Vậy thì cuộc đấu trí này vẫn là chúng ta thắng. Theo quy định trước đó, ba trận thắng hai, có vẻ không cần thi tiếp nữa. Đợi đã. Đợi đã, tôi yêu cầu thêm một trận nữa. Đặc sứ định tránh né sao? Không, không phải tránh né. Lâu lan chúng tôi từ trước đến nay dựa vào văn hóa của Đại Chu. Nếu cuộc thi văn không được thi tiếp, thì chẳng phải là một sự tiếc nuối cho hai nước sao? Chẳng lẽ Đại Chu không có quan văn nào đáng trọng dụng? Đặc sứ không phải muốn thi thêm sao? Nhưng trẫm có lý do gì để đồng ý? Nếu bệ hạ đồng ý thi thêm, chúng tôi sẵn sàng đặt thêm 10 triệu lượng vàng vào cược. Nếu Đại Chu thua, thì kết quả các trận đấu trước đó sẽ bị hủy bỏ. Không ngờ lại cạnh tranh để gửi người. Cũng tốt, 10 triệu lượng vàng cũng không ít. Nếu đặc sứ tự tin như vậy, thì chấm còn lý do gì để từ chối? Vậy thì, quy tắc của cuộc thi văn là gì? Quy tắc của cuộc thi văn của chúng tôi là, chọn một chủ đề sáng tác một bài thơ trong thời gian một nén nhang mỗi bên cử một người mời hoàng đế đại chu ra đề đi được vậy lấy hoa làm đề tài nhé được diệp công ông nói xem ngưu nhân có thể thắng trương thanh không ngưu nhân là người được cả lâu lan tôn trọng hắn học từ danh gia chăm học không ngừng ngay cả lão phu cũng không hoàn toàn tự tin thắng được hắn Trương Thanh chỉ là một văn thư nhỏ, làm sao có thể là đối thủ của hắn được. Diệp Công quả thật minh mẫn, chỉ cần kéo cái tên Trương Thanh phiền phức xuống, thì lý khắc tiểu tử sẽ trở thành hoàng đế không được ai ủng hộ, đến lúc đó muốn điều khiển hắn chẳng phải dễ như trở bàn tay. Thời gian một nén nhang đã hết. Vậy thì ta sẽ làm. Bay bổng trên đường đời không biết hoa đã rơi vào chỗ mới, định tư nơi quê mùa, mùa thu đến nở rộ thêm. Phương ngoại u hương, hay, thơ hay thơ hay. Thơ hay, thơ này là để ca ngợi lầu lan quốc ta, trận này chúng ta thắng chắc rồi, sứ thần lầu lan này xem ra có vài phần bản lĩnh, đúng là ông trời cũng muốn giúp ta. Trương ái khanh đến lượt khanh rồi, vụ án của bệ hạ có một cây mận trắng, ta sẽ lấy quả mận làm đề thơ nhà ta tẩy nghiên mực chỉ đầu thụ đoá đóa hoa nở in vết mực mờ đừng nhìn sắc mặt của người khác chỉ lưu giữ lại thanh khiết mãn thiên khôn thơ hay thơ hay hay cho câu chỉ lưu giữ lại thanh khiến mãn thiên khôn trương đại nhân câu này lưu danh thiên cổ tuyệt đối không thể nào tiểu tử nghịch ngợm nhà ngươi không thể làm ra loại câu hay như vậy đây thật sự do ngươi làm sao tất nhiên là do trương ái khanh viết rồi lẽ nào người lâm lan xử các ngươi mới như vậy đã thua rồi sao hôm nay đấu võ thua rồi thì nói đối thủ trộm kiếm hôm nay đấu văn ngươi lại đối thủ chép bài vậy ngươi nói với chấm hắn đã chép bài ai nếu như còn có người thứ hai viết ra được tuyệt câu như vậy vậy người đó nhất định phải được tuyên dương khắp tứ hải Người rõ ràng là ỷ mạnh hiếp yếu. Ta thấy kiến thức của trương đại nhân về văn học, đạo giáo, quân sự, ngụy tạo uy thực. Không biết bệ hạ với thân phận là chủ đại chu, trong lòng người có bao nhiêu phần là thật giả. Công chúa không phục sao? Thật sự khiến người ta không phục nổi, cũng không nói lời tạm biệt trong vòng ba ngày. Nhưng dựa vào sức mạnh của lầu Lan Quốc, muốn làm lộ tính khí của chấm, chắc là hơi khó khăn một chút. Ha 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 bệ hạ nói không sai, chỉ là một vùng đất lầu Lan tầm thường tin tức nhảm nhí lại dám tự xưng hiểu rõ quốc sự đại chu ta đúng là mơ mộng hão huyền luận đấu võ mồm ta thực sự không phải là đối thủ của bệ hạ luận về văn thơ lai láng các ngươi càng không phải là đối thủ vậy xin bệ hạ giáo huấn một phen chẳng phải chỉ là nghe thơ thôi sao nho ngon rượu ngọt dạ quang bồi ngâm thực bì bà mã thượng thôi say mềm xa trường quân mộ cười Cổ lai chứng chiến bao nhiêu hồi? Thơ hay. Bệ hạ đa tài. Cái gì gọi là đa tài? Ta thấy toàn là khí chất xa trường. Không có hình tượng đế vương. Bệ hạ thân là chủ của Đại Chu. Lý ra nên có khí chất cổ kim khí trang sơn hà. Bài thơ này lại giống như hành động của tướng quân. Theo ta thấy, đây không phải do bệ hạ làm. E rằng bệ hạ đã sao chép ở đâu rồi. To gan đủ rồi. Xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vậy chấm sẽ cho các ngươi xem thế nào là thơ của Hoàng đế làm. Đại phong khởi hề vân phi dương. Quy ra hải nội hề quy cố hương. An đắc dũng sĩ phân thủ tứ phương. Thanh hải trường vân ám tuyết sơn. Cô thành giao vọng ngọc môn quan. Đế vương bách chiến mặc giáp vàng. Bất phá lâu lan không quay lại. Ngươi nói cái gì? Không được cắt ngang chim bay hướng về phương nam, hiểu thụ tam bề, hà chi khả ỷ, núi không cao, nước không sâu, chu công thủ phủ, thiên hạ quy tâm. Bệ hạ tấm lòng khoan dung quảng đại, thật sự là phúc của đại chu ta, không ngờ hoàng đế đại chu lại có thể viết ra bài thơ thiên cổ tuyệt thế thế này, độc lập hàn thu, đi tương giang bắc. Hỡi đất rộng trời cao, ai cai trị những thăng trầm, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bệ hạ khí phách lớn như vậy, vô song vượt mọi kẻ trong thiện cổ, là lầu lan ta thua rồi. Nhận thua là tốt, vùng đất lầu lan các người nhỏ bé, lại muốn ngang hàng với đại chu ta, đừng đánh giá quá cao khả năng của mình. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Bệ hạ, bệ hạ, Bệ hạ quay về rồi, quay về rồi. Vội vội vàng vàng còn ra thể thống gì? Cứ từ từ nói ai quay về rồi. Viên thư quay về rồi. Mau gọi cái tên tiểu viên tử đó đến đây. Vâng. Chấm nhớ lúc Hoàng Cung thay đổi. Hắn đã mất tích rồi. Hắn ta nói bị người ta đánh đập mắng mỏ. Những người đó còn ép hắn. Nói ra những lời bất lợi cho Điện Hạ hắn thả chết cũng không, khó khăn lắm mới trốn thoát được. Kẻ nào lại gan lớn tài trời như vậy, lại dám động đến thân tín của chấm. Mau đem lên đây. Tham kiến vương gia. Không, là bệ hạ, bệ hạ xin làm chủ cho thần. Tiểu viên tử mau đứng lên mau đứng lên, nói với chấm là ai đã làm ngươi ra nông nỗi này, dám động đến người của chấm. Chấm đi lật mồ hắn lên, hồi bệ hạ là Diệp Văn Chính. Diệp Văn Chính đúng thật là gan to tài trời. Xem ra chấm phải nhanh chóng thu hồi binh quyền, hoàn thành đại cơ cường quân. Nếu không, trừ khử đứa con trai Diệp Hiếu Trung nắm giữ binh quyền kia, e rằng đến cuối cùng chấm sẽ không động đến được căn cơ của ông ta. Người dường như thay đổi rất nhiều. Tiên đế băng hà, chấm ngâm nguy nhận lệnh, bây giờ đã là chủ của thiên hạ, tất nhiên sẽ không còn giống với trước đây. Ây re tiểu viên tử! Trước khi chấm đăng cơ ngươi đã phân yêu cùng chấm không ít, sau khi trong cung biến đổi ngươi lại chịu nhiều ủy khuất như vậy, từ nay về sau ngươi chính là huynh đệ của chấm, sau này. Ở ngoài cung bố trí một căn nhà thật khó, ban thưởng thêm trăm lượng bạc, vâng thưởng bệ hạ. Bệ hạ Diệp Hiếu Trung nhiều năm qua vơ vét binh quyền, Diệp gia quân càng là biểu tượng chiến tích, không thể dễ dàng động đến. Bệ hạ nếu như muốn thu hồi quân quyền, vẫn cần có kế sách kỹ lưỡng, chống không đợi được nữa. Nếu như phòng bị Diệp Hiếu Trung tạo phản, thà rằng ra tay trước sẽ chiếm thế hơn. Vậy bệ hạ nghĩ nên làm thế nào? Nếu như chấm đích thân đàn áp, nhất định sẽ có người dâng lên đủ thứ tấu trương. Nếu như phò trợ nhạc Trung Huy làm đại tướng quân hộ quốc, thống quản Hà Tây quân, từ đó đối đầu với Diệp gia quân, như vậy sẽ không ai có thể nói gì được nữa. Bệ hạ không sợ nuôi ong tay áo sao? Nhạc Trung cũng giống như ngươi, đều là tâm phúc của chấm thẳng tính trung thành, tuyệt đối không phải là phản thần nghịch tử, nhưng mà cho dù là binh cường hay quân cường, đều cần một thứ ngân lượng. Ừ. Ngân lượng, đúng vậy, không có ngân lượng. Cho dù chấm là hoàng đế, chấm cũng không cứng rắn nổi. Hàng năm mỗi nơi đều nộp thuế vào quốc khố. Vậy số tiền đó đã đi đâu rồi? Tất nhiên đi vào túi của bọn tham quan rồi. Bệ hạ, ta ta nấm bậy rồi. Ngươi nói đúng, ngân lượng của bách tính không nộp vào quốc khố. Tất nhiên là vào tay bọn quan sử tham ô vô lương tâm kia rồi. Thanh trừng vốn là chuyện khó từ xưa đến nay. Không có gì là không thể nói. Trương ti hôm kia ta bảo ngươi điều tra chuyện đó thế nào rồi. Bệ hạ thần đã tra ra rõ, quan viên phủ nào tiêu tiền hoang phí vô độ, viên quan nào dùng đồn điện nhiều. Ừm thần đã điều tra ra rồi, xin bệ hạ xem qua. Hộ bộ thượng thư triệu bá nguyên này, sao lại có tư sản đến ba nghìn mẫu đất, còn có tên ninh hầu lưu, có hơn 20 mươi quầy hàng ở khắp nơi, chấn nguy tướng quân cao viễn, lại có 16 sáu thê tử, hắn còn có nhiều hơn cả chấm, sao hắn có thể... Bệ hạ, nói chuyện chính sự trước, ưm ừ, ưm. Đây là bề nổi có thể tra ra được, vẫn còn rất nhiều chuyện tra không được, đặc biệt là Diệp Văn Chính. Tài lực của ông ta tuyệt đối không thua kém ba người kia, chỉ là rất khó tra ra manh mối gì. Chuyện của lão già đó từ từ tra, chấm quyết định rồi, chi phí của lần quân sự này, cứ lấy ba người bọn chúng khai đao, Không à. Ừm Bệ hạ, viên bồi tú cầu kiến Tiểu viên tử sao lại đến vào lúc này Để hắn vào trong đi Bệ hạ, Bệ hạ, xin người phê chuẩn cho ta một bản sao. Ôi chấm lại quên bén đi chuyện này. Trời đã tối như vậy rồi, tiểu viên tử ngươi đừng quay về nữa, bảo bọn chúng sắp xếp cho ngươi điện trống đến ở đi, tạ bệ hạ. Tiểu viên tử vẫn còn chưa thành thân phải không? Vẫn chưa, trong kinh này có không ít quý nữ chưa thành thân. Nếu như ngươi thích, chấm xe đề thân cho ngươi, tạ bệ hạ. Sắc mặt của ngươi không được tốt lắm. Có phải không khỏe ở đâu không? Phải rồi. Không biết vừa nãy nhìn thấy là vị nương nương nào là vương phi của bệ hạ trước khi đăng cơ sao thế ngài trước đây phụng trực bên cạnh bệ hạ vẫn chưa nghe qua sao là ngụy vương phi không phải cô ấy vẫn luôn không thích bệ hạ sao ây yêu lời này của ngài đó lại là đương kim hoàng thượng hoàng thượng thích ai thích thứ gì cần phải được kẻ đó đồng ý sao hóa ra chỉ vì hắn là hoàng đế nhạc tướng quân người hãy phụng lệnh chấm cho người chiêu binh mở rộng quân Hà Tây, khởi bẩm bệ hạ, căn cứ vào những gì trong sổ sách ghi chép, trong tháng này quân Hà Tây đã mở rộng hơn 5 vạn binh. Gì? Mới có 5 vạn sao? Bẩm bệ hạ, muốn mở rộng quân đội chúng thần cần có một lượng lớn lương thức và kinh phi, để duy trì được quân đội mọi thứ đều cần có đủ, nhưng khả năng ngân sách lại có hạn, dù thần đã tận tâm nhưng sức lại có hạn. Mau cho triều hộ đô thượng thư Triệu Bá Nguyên vào đây cho chấm. Tại sao lại không chu cấp ngân lượng cho quân đội Hà Tây? Bẩm, bẩm bệ hạ, Tình hình hiện tại ngân sách của triều đình chúng ta cũng đang cạn kiệt, cho nên thần cũng nức bất tòng tâm, quốc khố không có tiền, tiền thuê qua các năm, thuế bán ruộng muối, thuế giao dịch thị trường, còn tiền bạc của các triều đại trước chuyển nhượng cũng đi đâu cả, ngay cả, phân bổ một triệu tám lượng bạc cũng không đủ sao. Dạ bẩm, số tiền này còn để dùng cho rất nhiều việc khác à. Triệu Ất Khanh đang nhìn ai vậy? Chẳng lẽ nào, Diệp Đại nhận biết nguồn ngân lượng chạy đi sao? bệ hạ ngài đã hiểu nhầm rồi ạ à. thần cả đời tận tâm với nước một lòng hướng về đất nước trước giờ chưa từng có tư lợi cá nhân khởi bẩm bệ hạ minh xét vậy là trẫm đã nghĩ sai cho ngươi rồi sao khởi bẩm ta mới kế vị không lâu ta cũng không muốn làm chúng khanh hoảng sợ nhưng việc mở rộng quân đội là một việc vô cùng cấp bách không thể chậm trễ giờ trẫm sẽ có các ngươi một cơ hội nếu như các ngươi chịu đóng góp tài sản cá nhân của mình thì trẫm sẽ không truy cứu sự việc này nữa căn cứ cấp phẩm ghi trong danh sách này và tên của các ngài vào trong sổ, ngay sau đó là vị trí ghi số tiền quyên góp. 30 lượng, 20 lượng. Còn có 50 lượng. Có phải các ngươi đang cảm thấy chóng mặt u tai phải không? Ta cũng không thể nào ngờ được những việc các ngươi đã thực hiện dưới mắt ta. Vậy mà các vẫn còn muốn nói, các ngươi chính là những vị quan thanh liêm của triều đại thanh sao. Bẩm bệ hạ, thần muốn khởi tấu, nói, Đạ ơn bệ hạ, mặc dù trong triều có vài viên quan là anh em trong gia tộc, lấy kinh doanh là sự nghiệp, nhưng bề ngoài cũng chỉ thể hiện sự hào phóng, nhưng trên thực tế thì tiền bạc cũng không có bao nhiêu cả. Dù ngài chỉ là vua của một nước, nhưng ngài cũng không được chỉ dựa trên suy nghĩ độc đoán của chính mình như thế được, mà cưỡng ép của các viên quan đại thần lấy tiền của mình ra, xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đụng không. Triệu Ái Khanh, chấm nghe nói ngươi có 3.000 mẫu ruộng đúng không? Năm này mùa vụ ngươi thu hoạch, nó đáng giá tương đương với số thuế nửa năm của một châu. Ta không biết đấy có phải là sự tưởng tượng vô căn cứ của ta hay không? Bệ hạ. Triệu Ái Khanh, ngươi đừng có nói với ta là ngươi đã mua mảnh ruộng bằng số tiền chân chính của mình. Nếu như ngươi muốn nói, ngươi đã ngồi vào các chức thượng thư này hơn 10 năm, thì làm sao có thể tiết kiệm được số tiền lớn như vậy? Bẩm bệ hạ vi thần, vi thần muốn quyên góp toàn bộ đất đai để cứu bệ hạ à? Mong bệ hạ tha mạng. Người đâu? Lập tức cách chức hộ đô thương thư Triệu Bách Nguyên đưa đi xử trảm, tịch thu toàn bộ gia sản, chỉ trừ bỏ các trẻ em dưới 8 tuổi, tất cả đều bị đầy ra Tây Châu. Rõ, bệ hạ, thần biết sai rồi, bệ hạ vi thần đã biết sai rồi. Diệp đại nhân, ngài có còn cảm thấy chấm còn có tỏ vẻ huyền bí nữa không? Bệ hạ, người thật anh minh ạ. À. Vi thần không nghĩ ở trong triều, làm sao vẫn còn những người vô pháp vô cương như vậy được, chỉ trách là đáng giận, đáng trách. Vậy chấm lại cho các ngươi thêm một cơ hội. Chỉ cần các người chịu giao nộp những tài sản bất chính, ta sẽ không trách chuyện xưa. Nhưng bất kỳ ai đó bị phát hiện đang còn che giấu nó, chấm sẽ tuyệt đối không tha. Vâng, bệ hạ thật thông minh. Ngô Ninh Hô quyên góp 18 cửa hàng. Trấn Vĩ tướng quân quyên góp 600 vạn ngân lược. Ha ha ha, ây da, à. hai người các vị đúng là các vị quan thanh liêm của Đại Châu ta bây giờ ngân lượng đã có rồi ngươi cứ yên tâm mà trang bị vũ khí và tích cực chiêu binh ấy nhưng mà bệ hạ ngài vẻ cái loại vũ khí gì mà vừa tròn vừa cùn mà không có mũi nhọn gì hết vậy nó thực sự có thể đánh đại được quân tây tần không vậy ngươi đang nói nhăn nói cuội gì vậy đây chính là súng cối đấy đến voi còn phải sợ nữa là ngươi chỉ cần làm như vậy là được loại vũ khí này có sức công phá rất mạnh chắc chắn nó sẽ khác xa so với sức tượng tưởng của ngươi Ta đảm bảo với ngươi đấy, chỉ cần có nó, đại châu của chúng ta sẽ bất khả chiến bại. Nhưng thứ ta nhờ ngươi tìm như than đá, lưu huỳnh ngươi đã tìm ra chưa? Thần muốn tìm thấy rồi, chúng thần đang cho người điều chế thuốc súng, thứ mà ngài đã yêu cầu. Quá tốt rồi, đấy quá thực là một tin tốt. Nhưng các ngươi trong quá trình điều chế nó, các ngươi tuyệt đối phải tránh xa với lửa, sức công phá của thứ ấy cực kỳ nguy hiểm. Vâng, mong ngài hãy yên tâm, phi thần nhất định sẽ đích thân kiểm tra ừm may mắn thay ta là một người say mê quân sư điều chế thuốc sung súng thần công cùng những thứ tương tự đối với ta quá là bình thường đợi đến khi ta chế tạo thành công bom và đại bác cả cái thiên hạ này đều nằm trong tay ta Chấm hôm nay nhãn rồi không có việc gì làm lát nữa chấm muốn đi thêm một chút dạ được ạ à. ha ha lại nữa rồi lại hỏng nữa rồi mau qua đây qua đây qua đây ha hóa ra đây là ký viện thời cổ đại đây sao nam nhân ở đây chính là ông trời bệ hạ công tử không phải là đang định đi tìm nhạc tướng quân để xem chế tạo thuốc súng sao chẳng qua chỉ thuận đường ghé chút thôi nơi này không phù hợp ngươi mau đi ra ngoài đợi đi công tử lần sau ngài lại ghé qua đây chơi nhé được ha ha aya chào công tử này vị công tử này, ngài có muốn uống với ta một ly không? Ha ha ha, công tử bên này mời ngồi mời ngồi. Rượi ở đây có ngon không? Không phải ngài thử là biết sao? Ai da rượi ngon rượi ngon, ha 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 hí. Công tử, miếng ngọc bội này của ngài thật đẹp, ta chỉ là mua bừa thôi mà. Nếu như người đẹp thích thì... Vậy ta tặng nàng nhé. Đa tạ công tử, công tử ngài hào phòng quá, thiếp rất thích rất thích. <laughs> Tiếng đàn tình tang như dồn dập, tiên nữ cười khúc khích như thì thầm. Thơ hay thơ hay. Là vị nào? Đó là hoa khôi đầu bản của hoa nguyệt lâu của bọn thiếp. Tiếng đàn tì bà, biết rõ nỗi sâu chắc chi thấu, không biết đã có biết bao nhiêu vị công tử giàu có công tử nghĩ có cái ngàn vàng sao. Nguyệt ảnh cô nương, nàng chơi khúc tì bà này, thật sự đã làm lay động trái tim của tại hạ. Khi nghe khúc nhạc đó mọi muộn phiền của bổn thiếu gia dường như không còn nữa. Diêu công tư xin tự trọng, nàng ở nơi này vật vả đàn hát tới khuya, nhưng cũng chỉ kiếm được có hai lượng bạc. Chi bằng đêm nay hãy bồi bổn thiếu gia một đêm ta sẽ đảm bảo với nàng nửa phần đời về sau nàng sẽ được ăn sung mặc sướng tiểu nữ chỉ bán nghệ chứ không bán thân thư lỗi không thể đáp ứng yêu cầu của diêu công tử vẫn mong diêu công tử thư lỗi cái gì mà bán nghệ không bán thân lão tử nhìn chúng ngươi chính là phước đức của nhà ngươi sao ngươi dám từ chối làm mất mặt ta chứ ngươi đây là rượi mời không uống lại muốn uống rượi phạt đây sao có vẻ như anh ta đã qua ham mê nữ sắc rồi nguyệt ảnh cô nương sao lại để tha trong mặt được chứ ngươi không hắn ta sao hắn là kẻ ăn chơi khét tiếng tại cái kinh thành này đấy chỉ cần hắn nhìn chúng ai khó mà hắn chịu buông tay lắm vị nguyện ảnh cô nương này xem ra lần này khó thoát rồi còn ả tiện nhân này lẽ nào lại có lý đó đường đường là người chân thiên tử thứ xúc sinh này lại bật nạt ép người độc đoán đến vậy có còn để hoàng pháp trong mắt hay không vị huynh đài nói câu này không biết bối cảnh của huynh như thế nào bối cảnh là cái gì đó chính là kinh diêu phủ duẫn diêu đại nhân chính là gia tộc độc đinh Cha của anh ta có thể tống ngươi vào tù chỉ bằng một câu nói, vào đó là sống dở chết dở. Hỏi ngươi có sợ hay không, ngươi cũng chỉ kẻ mãi nghệ trong lầu xanh. Lão tử nhìn chúng ngươi chính là phúc phần kiếp trước của người tu tích được. Hôm nay lão tử có được ngươi rồi. Ha ha ha, chỉ là một viên quan tam phẩm bé nhỏ tỉnh tính chiêu âm, dám ở cái đế đô này một tay che trời. Ta khuyên huynh đừng nói mấy lời này, lỡ may có người bào lại. Con khốn này sao mày dám cào mặt lão tử chứ? Mày đây là rượi mời không uống muốn uống rượi phạt đúng không? Ngươi không cần mạng nữa phải không? Cứu tôi với, ngươi không đánh không chịu nghe lời đúng không? Tại kinh thành này người mà lão tử ta nhìn chúng, thắng quái nòa dám đụng vào. Mau cút ra, ya ya a. Thứ phế vật như ngươi để xem chị ngươi thế nào. Người đâu, mau trói ả lại cho ta. đánh đàn tì bà hay như vậy đã đành vậy mà còn người trông xinh đẹp như thế này không có gì ta đảm bảo với ngươi ta sẽ giữ nàng ở bên cạnh ta ngươi là ai dám cản trở chuyện tốt của lão tử ngươi dám quản chuyện tốt của ngươi chỉ có thể là ông nội của ngươi rồi vị huynh đệ này có vẻ không chịu nghe lời khuyên nhỉ đêm hôm nay tôi chỉ sợ gặp họa lớn thôi ta thì không nghĩ vậy vì công tử này khí chất rất lớn, xem ra chức quyền cũng không nhỏ đâu, vai vế đến đâu cũng vô ích thôi, bối cảnh đằng sau diêu ra cũng không phải tầm thường. Người đây đang muốn tìm chết, mau hướng nguyệt ảnh cô nương xin lỗi, nếu không thì sẽ xử theo pháp luật của Đại Châu, cường bá ất hiếp phụ nữ sẽ bị tống vào tù, toàn bộ những nhà tù trong cái kinh thành đều do nhà ta cai quản, kẻ vào tù chính là ngươi thì nghe có lý hơn. Ngươi mau đi mời bạch thống lĩnh đến đâu, nói tha mang theo hai người, tên tiểu tử này cũng khá đấy. Tiểu tử như nghĩ vậy là ra oai anh Tuấn hả? Đợi lát nữa lão tử sẽ cho ngươi biết mùi sống không được chết cũng không xong. Đa tạ công tử đã cứu mạng. Sau này Nguyệt ảnh sẽ báo đáp công ơn này. Chỉ e là công tử đã đánh đích tử của Kim chiêu nghiêu thuấn đại nhân, hắn ta có thủ át báo, họ nhất định sẽ không chịu giãn hòa. Công tử ngài mau chạy đi, không sẽ bị Nguyệt ảnh làm liên lụy. Ôi, Nguyệt ảnh cô nương thật lương thiện, ta thật sự đã tìm thấy một bao vật rồi. Cô nương yên tâm đi nếu phải gặp xui xẻo thì hắn ta mới là người chịu vận xui hứ thứ hèn hạ lão tử đã tốn biết bao nhiêu tiền cho ngươi vậy mà bồi lão tử ngủ một đêm thôi làm cũng không xong ngay khi thứ công tử bột này tời ngươi lại ra sức tán tỉnh hắn ta ngươi đúng là cái thứ đáng khinh sao miệng bẩn thế ta sẽ để ngươi hống hách thêm chút nữa đợi người của lão tử tới rồi ta nhất định sẽ khiến ngươi quỳ xuống cầu xin ta bạch thống lĩnh ông đến rồi hả chính là thằng này ông mau giúp ta xử lý hắn đi Diêu thiếu yên tâm, hôm nay cơn tức này, tôi sẽ xả giúp ngài. Tới đi, bắt cái thằng tụ tập gây chuyện này lại cho ta. Rõ, đợi đã, người tụ tập gây chuyện là hắn ta. Tôi chỉ là thay người vô tội đòi lại công bằng thôi. Các người không bắt hắn mà bắt tôi, đây là đạo lý gì vậy? Không sai, vốn dĩ không phải lỗi của công tử. Đám quan binh các người chỉ biết bảo vệ người của mình, đúng đó. Rõ ràng Diêu Sung mới là người đầu têu gây chuyện. Ta nói bắt ai thì bắt kẻ đó. Ta nói hắn có tội thì tức là có tội. Khá có lý nghề. Danh tiếng của triều đình, Chính là bị đám tham quan các người làm xấu đi đó. Lên! Người chết phía trước, thật to gan, dám uy hiếp bổn quan ư. Ngươi muốn tạo phản à? Thiên hạ này đều là của ta, ta tạo phản của ai chứ? Nghịch tặc, rất đông người đang ở đây mà ngươi dám coi thường bệ hạ ư. Chỉ dựa vào câu nói bất kính này của ngươi, thì ta có thể trả ngươi theo luật rồi. Không sai, bọn họ chính là hai kẻ nghịch tặc. Bạch thống lĩnh, mau kêu người giết hắn đi. Đừng vui mừng quá sớm lát nữa cung thủ ngự lâm quân của ta đến để ta xem ngươi hống hách được nữa không lát nữa xem ngươi chạy đi đâu bọn người này có thể điều động cả ngự lâm quân ư xem ra phải kêu nhạc trung lân chỉnh đốn lại mới được thằng kia nếu biết điều thì mau thả bạch thống lĩnh ra bằng không đợi lát nữa cung thủ đến thì các người đều phải chết các lạm dụng của công như vậy nhạc trung lân có biết không ngươi dám gọi thẳng tên của nhạc thống linh ư bộ muốn chết hả bớt phí lời đi kêu nhạc trung lân đến gặp ta bớt ở đây ăn to nói lớn đi nhạc thống lĩnh là người mà bệ hạ tín nhiệm nhất bây giờ còn sắp lên làm đại tướng quân hộ quốc bận rộn chính vụ chức cao quyền trọng ngươi là cái thá gì mà dám kêu nhạc thống lĩnh đến gặp ngươi chứ nhạc thống lĩnh đến khoan hắn tiết lộ thân phận của ta để ta xem xem đằng sau bọn họ rốt cuộc là ai đang chống lưng thằng này thật sự quen biết nhạc thống linh ư đại sự không hay mau đi bẩm báo cho diêu đại nhân rõ bạch thống lĩnh đằng sau cha ta có diệp thái sư chống lưng đó chỉ là nhạc trung lân nhỏ bé mà thôi dù sao cũng không lấy lòng được cha ta theo ta thấy chi bằng hãy xử hắn luôn ngài nói cái gì Bạch thống lĩnh, ông đừng sợ. Chúng ta có thể nói, khi nhạc trung lân đang giết nghịch tặc thì bị nghịch tặc giết lại. Như vậy chẳng phải là một tay che trời rồi sao? Đó là thống lĩnh của ngự lâm quân. Một khi chuyện bại lộ, thì ta với cha ngài đều không sống được đâu. Nghe nói có người coi thường vương pháp, đánh bách tính vô tội, còn ngang nhiên bắt bớ. Người này ở đâu hả? Cha, cuối cùng cha cũng tới, chính là hai nghịch tặc này. Diêu đại nhân lớn thế ghê ha. Để ta xem xem hôm nay ông làm sao bắt ta về quy án. Ăn nói bất kính, không biết trời cao đất dày, lại dám bất kính với cảnh triệu doãn đại nhân. Người đâu, và miệng hắn cho ta. Cha, sao cha đánh con? Ta chính là đánh cái thằng nghịch tử không biết điều mày đó. Mày có biết ngày ấy là ai không? Hắn là ai? Hắn chính là một kẻ quản chuyện bao đồng thôi. Đồ cái thứ có mắt không chồng. Mày muốn chọc tức chết lão phù hả? Mau quỳ xuống xin lỗi quý nhân đi. Nếu quý nhân tha cho mày, thì mày mới coi như là con đường sống. Nếu quý nhân không tha thứ thì mày sẽ chết ở đây đó. Con không sai, phải là hắn xin lỗi con mới đúng. Cha, sao cha lại nói giúp người ngoài chứ? Cái thứ khốn nạn. Đáng lẽ lão tử ban đầu nên bóp chết mày mới phải. Diêu thuận, ông quản giáo con trai mình như vậy đó hả? Bệ hạ, bệ hạ tham mạng. À? Bệ hạ ư, ừ, lẽ nào người thật sự là vua? Thần quay về nhất định sẽ quản giáo nghiêm để nó không dám ăn nói bậy bạ nữa vấn đề của hắn không chỉ là ăn nói bậy bạ đơn giản nếu hôm nay chấm không ở đây thì nguyện ảnh cô nương đã bị xuống tay tàn độc rồi nghịch tử đúng thật đáng chết nhưng xin bệ hạ nể tình thần làm quan nhiều năm không có công lao thì cũng có khổ lao mà tha một lần nếu có nhiều người như phụ tử ông mà đều tha như vậy thế thì bách tính của thiên hạ này chẳng phải đều sẽ gặp tai ương cả sao người đâu có thần giam cha con diệu thị vào đại lao chờ xử trí sau giam cha con diêu đại nhân vào đại lao rõ bệ hạ tha mạng thần là bị tiểu nhân che mờ mắt đều là bạch thống lĩnh truyền tin bậy nên thần mới mạo hiểm chết mà tới đây ông nói bậy rõ ràng là ông kêu tôi với các huynh đệ ngự lâm quân ngày thường phải chiếu cố con trai ông nếu không phải tại tên khốn này thì tôi có thể phạm đại tội vậy ư ừ. còn cả phó thống lĩnh này nữa tác quái tác quái cùng giam vào đại lao luôn đi rõ thần ngự lâm quân là để quản trị an kinh thành chứ không phải do hạ nhân của nhà ai cũng có thể tùy ý điều động đâu lợi dụng của công nhạc trung lân có thần chỉnh đốn lại ngự lâm quân chứ đừng để hạng rác rời nào cũng có thể dễ dàng sai khiến bằng không sẽ ảnh hưởng tới thể diện của triều đình thần tuân chỉ người đâu đưa bọn họ đi cho ta bệ hạ tha mạng bệ hạ bệ hạ tha mạng bệ hạ tha mạng thần chưa muốn chết đâu bệ hạ bệ hạ tha mạng bắt tốt lắm cái đám tham quan độc ác này đáng lẽ nên bị xử trí từ lâu rồi đã có biết bao người vô tội đều mất mạng trong tay chúng. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Sao vậy? Có phải vừa nãy đã dọa nàng rồi không? Tôi không biết huynh thật sự là hoàng đế. Đa tạ ơn cứu mạng của bệ hạ, tiểu nữ không có gì báo đáp. Chấm cũng không cần báo đáp của nàng nói ra thì là do chấm không quan sát dân tình nên mới để cho loại ác bá đó hoành hành không biết đã hại biết bao nữ tử yếu đuối như nàng rồi chấm cũng có trách nhiệm không không phải đâu ngài là một hoàng đế tốt thật ư thật nguyệt ảnh nghĩ như vậy chấm rất vui dân như biết ngài là một hoàng đế tốt một lòng vì dân nên có một thỉnh cầu chân tình hy vọng bệ hạ có thể đáp ứng nàng nói thử xem hy vọng bệ hạ có thể cứu các tỷ muội cứu ư bọn họ bị sao thực ra các tỷ muội ở đây đa phần đều không phải tự nguyện làm kỹ nữ có người thì bị bọn buôn người lừa tới có người thì bị người nhà bán tới dưới chân thiên tử mà lại có chuyện buôn bán nữ tử ư dạ nếu họ không chịu tiếp khách tú bà sẽ đánh họ không cho họ ăn cơm thần thiếp do biết chút tài đánh đàn nên may mắn sống ổn nhưng bọn họ thì thật sự rất thảm không ngờ đằng sau nơi sáng sủa xinh đẹp như thanh lâu mà lại có loại dây chuyền công nghiệp điên rồ như vậy. Nhạc Trung Lân, dẫn người, lập tức cùng chấm đi cứu người. Bệ hạ, thiếp dẫn ngài đi, tối nay nàng đã bị kinh sợ rồi, cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt, chấm đích thân đi mà nàng còn không yên tâm ư, ừ, đa tạ bệ hạ quan tâm, nguyệt ảnh không yếu đuối như vậy, chỉ là các tỉ muội rất sợ quan binh, cho nên thiếp muốn đích thân đi cứu các tỉ muội ra ngoài, ừm. Đi, ngươi sang bên đó, là đây hả? Đi bên đó, mau mau mau, bên này bên này. Đám xúc sinh này lại dám bạo hành một nhóm nữ tử yếu ớt. Nhạc Trung Lân, có thần, cứu hết bọn họ ra ngoài, đưa tới quán chữa trị. Ngươi đừng qua đây, các tỉ muội đừng sợ, bọn họ đều là người tốt, bọn họ đến cứu chúng ta đó. Nguyệt ảnh, họ thật sự là đến cứu chúng ta ư, ừ. thật đó, mọi người mau đi với quan binh đi. Sau này mọi người tự do rồi. Tốt quá, tốt quá. Người đâu? Đa tạ. Nhạc Trung Lân, có thần, bắt người quản sự của nơi này lại cho chấm. Bắt đến hình bộ thẩm tra. Sau khi nhận tội thì xử trảm theo luật thị chúng. Nếu không nhận tội thì để hắn chịu hình nhiều chút. Thần tuân chỉ, đợi đã, đợi sau khi người ra hết, thì phong tỏa hoa nguyệt lâu lại cho ta. Bệ hạ. Thần vừa tra được Hoa Nguyệt lâu này là sản nghiệp của Diệp Văn Chính. Phong tỏa nơi này, có cần báo trước với ông ta một tiếng không? Nếu hắn có ý kiến gì thì kêu tới tìm chấm. Chấm đang phiền vì không có lý do chị hắn đây. Rõ. Bệ hạ. Đa tạ bệ hạ, Nguyệt ảnh thay mặt tất cả các tỉ muội đã chịu khổ. Tạ ơn cứu mạng của bệ hạ, đây đâu phải ân đức của chấm. Đều nhờ có nàng, có tình có nghĩa, trượng nghĩa trực tín chấm và bọn họ nên đa tạ nàng mới phải. Nguyệt ảnh, nàng đã nghĩ tới chỗ sau này muốn đi chưa? Nàng là một nữ tử lại còn xinh đẹp như vậy. Nàng ở một mình nguy hiểm biết bao. Nguyệt ảnh, cha mẹ của Nguyệt ảnh mất cả rồi. Cũng không có người thân. Ngoài đàn ra, thiếp cũng không biết mình có thể làm gì. Vậy nếu nàng chưa có nghĩ xong, chi bằng, hãy đi cùng chấm đi. Chẳng phải nàng luôn nói muốn báo đáp chấm sao? Vậy dùng thân báo đáp, há chẳng phải là báo đáp tốt nhất à? Thân phận của Nguyệt Ảnh sao xứng chứ? Chấm ghét nhất chính là tư tưởng quy củ phong kiến này. Chấm thích nàng, muốn nàng, muốn nàng luôn ở bên chấm, làm ái phi của chấm. Nàng có đồng ý không? E là xuất thân của Nguyệt Ảnh, sẽ khiến bệ hạ bị người ta đàm tiếu. Chấm là hoàng đế, bọn họ có thể nói gì chứ? Dù cho họ nói gì thì chấm cũng không quan tâm. Chấm chỉ cần nàng thôi. Nàng, có thích chấm không? nếu được ở bên bệ hạ thì dù không danh không phận, Nguyệt Ảnh cũng can tâm tình nguyện. Nguyệt Ảnh, chấm nhất định sẽ không phụ nàng. Chúng ta đã làm xong theo những gì mà trong bản vẽ người đưa rồi. Hôm nay lôi vào trong núi để thử xe uy lực, quả nhiên là chấn động trời đất, là vũ khí giết người có uy lực khủng khiếp. Tất nhiên, nhưng mà nhanh như vậy đã làm xong rồi, làm tốt lắm thần đa tạ bệ hạ khen thưởng vậy trẫm sẽ cho ngươi thời gian nửa tháng nhất thiết phải duy trì được tính ổn định của lô vũ khí này đợi tới buổi tập duyệt đại quân vào nửa tháng sau thì hãy đem nó ra thể hiện để gây sốc cho những kẻ có ý đồ bất chính thần tuân chỉ bệ hạ thần to gan muốn hỏi bệ hạ hỏi đi thứ này người lấy ở đâu ra vậy gần đây thần vẫn luôn tra cứu sách cổ nhưng không tra được bất cứ ấn tích nào cái này cái này tên là đại bác là do trẫm học được từ hồi còn nhỏ đi du lịch hải ngoại cái này trong sách cổ đại chu tất nhiên là không có rồi. Quả nhiên bệ hạ thông hiểu trong ngoài. Thần bái phục, chứ gì nữa. Điều bệ hạ khiến thần bái phục nhất là rõ ràng kiến thức nguyên bác nhưng chưa bao giờ thể hiện ra ngoài. Khi còn làm vương gia, ngài còn từng bị người ta nói là vô công dỗi nghề, là nhà giàu ăn chơi. Đây mới thật sự là cao nhân ngoài đời thật. Khiêm tốn, khiêm tốn. Bệ hạ, đại bác mà chúng ta mới nghiên cứu chế tạo, đã trải qua nhiều lần sửa đổi, Giờ có thể đưa vào chiến trường bất cứ lúc nào. Tốt, tốt. Bệ hạ vì chế tạo ra cái gọi là vũ khí mang tính hủy diệt này. Mà gần như vét sạch quốc khố, cũng không biết rốt cuộc là thứ đồ mới mẻ gì. Diệp đại nhân là đang trách chấm phung phí ư. Chỉ là thứ đã mất rất nhiều công sức để tạo ra. Sao không cho các vị đại nhân cùng xem thử? Đúng đó, chấm đang có ý này. Cuộc duyệt binh đại quân sau ngày 15, chư vị ái khanh có thể cùng chấm đi xem sự lợi hại của thứ này. Ăn nói hống hách, phô bày thanh thế, chúng thần thật mong đợi. Quá muộn rồi, các chủ chúng tôi không tiếp khách nữa, mời về cho. Một chút quà mọn không đáng là bao, lần này lão phu tới là có chuyện gấp, cần xin sự giúp đỡ của các chủ dạ lâu, sau khi chuyện thành ắt sẽ trọng ta vẫn mong lâu chủ xuất hiện ta sẽ về bẩm báo với lâu chủ xin đợi chút diệp đại nhân lâu rồi không gặp lần này đến là vì chuyện gì lâu chủ tôi biết ngài thần thông quảng đại lần này lão phu tới là muốn xin ngài giúp tôi giải quyết lý khác nếu chuyện thành công tôi nguyện cùng hưởng thiên hạ với ngài ông muốn ám sát hoàng đế ư Chuyện này có hơi khó làm, con người hắn thận trọng, nữ ám vệ bên cạnh hắn, thân thủ không lường được. Muốn giết hắn, đích thực không dễ dàng, người của tôi cũng đã nhiều lần thất thủ, nhưng mà hắn vừa mới đăng cơ, địa vị chưa ổn định. Nếu muốn lôi hắn xuống khỏi hoàng vị, chắc là lâu chủ vẫn có cách chứ. Bổn tọa muốn biết, Diệp Đại Nhân tại sao muốn mạo hiểm như vậy, hừ, cậu hoàng đế đó gần đây cứ chống đối với tôi. Cắt đường tiền tài của Lão Phu, quả thực tội không thể tha. Trước tiên là hắn đã tìm cái cớ để thu phí quân sự, nắm thóp hộ bộ thượng thư cắt khoản tiền lớn của tôi. Sau đó hắn rảnh rỗi không có gì làm lại đi chơi thanh lâu, nhầm lẫn tâm phúc của tôi là diêu thuận, mà bắt ông ta vào đại lao. Sau đó còn ban bố cái gì mà cấm hoàng lệnh. Phong tỏa hơn nửa chục địa điểm ăn chơi mà tôi đứng tên, đó đều là những chỗ kinh doanh rót tiền của tôi không? thù này sao tôi không báo được đại nhân đừng vội bây giờ nuôi binh khơi thông quan viên mấy thứ này đều cần tiền sao tôi có thể không gấp được diệp đại nhân ông như vậy là không kìm được rồi nghe ý của lâu chủ hình như ngài đã nghĩ đối sách đối phó hắn từ sớm rồi hả lẽ nào ngài cũng có ân oán với hắn xem ra tên cậu hoàng đế này đã đắc tội với không ít người chuyện của ta diệp đại nhân không cần biết nhiều Lão phu nhiều lời, lâu chủ đừng trách, muốn khiến hoàng vị của Lý khách lung lay, đích thực ở chỗ ta có thứ có thể giúp đỡ được. Xin lâu chủ ban dạy, Diệp đại nhân có từng nghe qua Ly Miêu cháo thái tử chưa? Đúng là có nghe qua, ý của lâu chủ là làm chuyện nhầm lẫn thật giả ư? Đúng vậy, nhưng Lý khách này vừa lên ngôi. Không con không cháu, nên đâu có thái tử gì, không có thái tử, vậy cháu hoàng đế? Sao có thể chứ? trong thiên hạ làm gì có hai người giống y chang nhau dù có thì hắn cũng không hiểu được tính khí của hoàng đế sao có thể lừa được tâm phúc bên cạnh hoàng đế chứ bổn tọa mưu kế nhiều năm tất nhiên đã có nắm chắc hoàn toàn tên ngốc đây Chấm hoa mắt rồi ư ừ. sao lại có hai bề hạ thế này Ngươi là ai? Dám mạo danh chấm. Không biết đây là tội chu di cửu tộc hà. To gan. Chấm là thiên tử đại chu. Ngươi là ai? Xem ra là có người muốn mạo danh hoàng đế mưu đổ xoán ngôi. Lão hồ ly ông. Lại là ông bày trò chứ gì? Ông nghĩ rằng cho người đeo mặt nạ thì có thể giả thành chấm ư. Ngươi, để ta tháo mặt nạ của ngươi xuống. Hóa ra không phải mặt nạ to gan tên mạo danh ngươi dám làm hại bệ hạ ư ngự lâm quân đâu còn không mau tới hộ giá người đâu đem cái tên đâu là bệ hạ đâu là tặc tử vậy ta là hoàng đế diệp thái sư vừa nãy ông nói muốn bắt ai tất nhiên là tên sau đó vậy vị này chắc chắn là thật ôi ôi ái khanh à ngươi quả nhiên là tâm phúc số một của chấm nhanh như vậy đã nhận ra rồi Mau nói với mọi người đi, sự khác biệt giữa chấm với tên giả mạo này ở đâu. Bệ hạ, thần chỉ biết là người với Diệp Văn Chính bất hòa, cho nên hắn ủng hộ ai thì kẻ đó chắc chắn là giả mạo. Bệ hạ, người nói bây giờ phải làm sao, chấm cũng không biết. Nếu mọi người đã không đồng nhất ý kiến, vậy chi bằng kêu người bên cạnh bệ hạ đến để nhận diện, kế này hay nha. Được. Bắt đầu đi. Xin hỏi hai vị, Ngọc Bội Đoàn Long mà tiên đế thích nhất đang đặt ở đâu? Sao chậm biết chứ? Dưới bàn hoàng gia của ngự thư phòng, chấm thường mong nhớ tiên đế, thế nên đã đặt ở chỗ thuận tay nhất. Vị này mới là bề hạ thật sự. Ta từng tận mắt thấy miếng ngọc bội đó, chính là được đặt ở dưới bàn hoàng gia trong ngự thư phòng. Người tiếp theo. Bệ hạ. Thiếp. Thiếp không nhận ra. Người tiếp theo. Bệ hạ, lần đầu của chúng ta là ở đâu? Hoa Nguyệt Lâu, Ai Phi, có hơi ngưỡng. Đây mới là bệ hạ thật sự. Cái này Sao có thể nhận ra được chứ Hai vị có biết trà mà bệ hạ thích uống nhất là trà gì không Trà quân sơn ngân Thế còn hoa mà bệ hạ thích nhất Nô tài thực sự nhận không ra Có phải ngươi già nên hoa mắt rồi không Ổn công chấm ban thưởng cho người nhiều vậy Cút, dạ, người tiếp theo Tiểu viên tử, là chấm đây, Ngươi từ nhỏ đã đọc sách cùng chấm, ngươi nhất định là nhớ chấm. Nếu ngươi còn không nhận tội, chấm sẽ chu di cửu tộc ngươi. Bề ngoài của hai vị bệ hạ giống y nhau, thần thật sự không biết cách phân biệt được. Cho, thần hỏi là bệ hạ năm 12 tuổi ngã ngựa đã bị thương ở đâu, khi chấm 12 tuổi. Chưa từng ngã ngựa, chấm đã té bị thương ở cánh tay, dưỡng thương nửa tháng mới khỏe. Sao hắn tự tin thế? Lẽ nào ký ức của chấm không đủ hoàn toàn? vị này mới là hoàng đế thật tiểu viên tử ngươi nhìn lại đi ta mới là thật nghịch tặc to gan dám mạo danh bệ hạ vào năm bệ hạ ngã ngựa ta luôn bên cạnh trông coi ngay cả chuyện lớn vậy mà ngươi cũng không biết có thể thấy kẻ này nhất định là giả người đâu áp giải hoàng đế giả xuống nhạc trung lân ngươi muốn kháng chỉ sao thần không dám kháng chỉ Bệ hạ, ủy khuất cho người rồi. Chuyện này chúng ta cứ tính kế giải lâu đi. Bệ hạ, thần tin trương đại nhân sáng suốt. Ngài mới là bệ hạ thật sự, nhưng tình thế bị ép, thần không thể ngang nhiên kháng chỉ chi bằng hãy tạo phản. Ngươi làm đúng đó, để chấm nghĩ cách. Được, bệ hạ yên tâm. Mỗi ngày thần đều sẽ đến thăm người, để bảo vệ sự an toàn của bệ hạ. Bệ hạ, bên ngoài có thủ vệ của Diệp Gia Phái đến. Cái này là chìa khóa của phòng giam. Bệ hạ mỗi ngày cứ đợi sau khi qua canh ba. Khi thủ vệ đổi ca thì hãy lén ra ngoài. Nhưng qua canh thần, thì thủ vệ sẽ tới kiểm tra. Bệ hạ phải quay về đó. Chấm mà thoát được, nhất định sẽ diệt trừ lão diệp nghịch tặc. Bây giờ ngươi vẫn chưa bị lộ, phải giả vờ tin tưởng cái tên hoàng đế giả đó. Âm thầm bảo vệ tốt trương đại nhân. Rõ. Đi đi. tham kiến bệ hạ ngươi nhận ra trầm ư thuộc hạ lớn bên cạnh bệ hạ từ nhỏ tất nhiên có thể nhận ra rồi nhưng tiểu viên tử lại không nhận ra trẫm có một thắc mắc ngươi nghĩ giúp trẫm có phải trẫm đã mất trí nhớ không chứ không sao nghĩ mãi vẫn không nhớ năm 12 tuổi ta từng gãy tay vậy bệ hạ chưa từng bị gãy tay thật ư vậy tiểu viên tử là cố ý ư nhưng sao hắn phải làm vậy hắn bị lão diệp tặc mua chuộc rồi ư chủ nhân có cần giết lý khách không không cần diệp văn chính đang lần lượt chấn áp phe đối lập trong triều đình tạm thời giữ lại hắn cũng không có uy hiếp gì cả nhưng giết hắn chẳng phải sẽ gọn gàng hơn sao đại tướng quân hộ quốc nhạc trung lân vẫn đang ủng hộ hắn còn có trương thanh của lâm sát viện hai người này sẽ không đồng ý để chúng ta giết lý khách đâu muốn giết lý khách thì buộc phải lật đổ hai người này trước vậy chủ nhận là muốn ra tay với hai người họ sao không cần ta phải sắp xếp tự bọn họ sẽ ra tay buổi duyệt binh đại quân ba ngày sau theo ta biết thì hai người này nhất định sẽ có một hành động lớn đến lúc đó người hãy ra lệnh giết chúng trước mặt mọi người như vậy mới có thể danh chính ngôn thuận quả nhiên chủ nhân thần cơ diệu tính chủ nhân thần thiếp đã ái mộ người từ lâu Chủ nhân đã nắm giữ đại quyền, nếu đã tích tịch giao, tại sao không tìm một kẻ mạo danh, hoặc chi bằng cứ kêu cô ta trực tiếp thị tẩm, tiện nhân đó nói cái gì mà sức khỏe không tốt, ta thấy rõ là viện cớ thì có. Hiểu ạ, à? chủ nhân. Xem ra thân phận của tiểu viên tử không hề đơn giản. Chấm phải điều tra rõ mới được. Thôi thì đêm xuân ngắn ngủi, thuộc hạ lui xuống trước. Chủ nhân. đáng lẽ chấm sớm nên nghĩ tới tên viên tử này có suy nghĩ bất chính với tịch giao cái tên tiểu nhân bị ổi thấy sắc quên nghĩa này bệ hạ thần thấy tên hoàng đế giả đó hình như đã đi tới tẩm điện của nguyệt phi nương nương rồi nguyệt ảnh ư mau đi xem nương nương bệ hạ tới rồi nói bậy hắn vốn dĩ không phải bệ hạ thật ái phi có nhớ chấm không đừng qua đây người vốn dĩ không phải hoàng đế thật cút ra ngoài cho ta Sao chấm không phải là bể hạ thật chứ? Dù trước đó chấm không phải, thì bây giờ và sau này cũng sẽ phải thôi. Nếu nàng theo chấm, phục tùng chấm, chấm cho nàng vinh hoa sẽ còn nhiều hơn trước kia nữa. Ngươi im miệng, tên loạn thần tặc tử ngươi, có chết ta cũng không phục tùng. Ta thích kiểu nóng nảy như nàng đó, càng phản kháng thì nàng càng khiến ta thích. Đừng kích động. Chấm chỉ là quá thích nàng. Ngày đó ở Thái Cực Điện, ta đã thích nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, thích đến nỗi không kìm được. Bệ hạ, thần thiếp không đợi người được nữa. Chúng ta kiếp sau gặp lại. Đừng đừng. Bệ hạ, mai kiếm, khiêng tên hoàng đế giả nạo này ra ngoài đi. Rõ, nguyệt ảnh, bệ hạ, thiếp tưởng sẽ không gặp được ngài nữa. Không sao rồi. Nhà đầu ngốc nàng, sao có thể tự sát chứ? Nguyệt ảnh chỉ muốn giữ thân cho bệ hạ, sống là người của bệ hạ, chết là ma của bệ hạ. Lý khách ta nào có tài có đức, mà để nàng đối đãi với ta như vậy? Bệ hạ. Nguyệt ảnh, chấm hứa với nàng, đợi nguy hiểm qua đi, thì nàng sẽ là hoàng hậu duy nhất của đại chu nguyệt ảnh không danh không phận cũng được chỉ cần được ở bên bệ hạ là được Bệ hạ, canh thần đến rồi, không còn sớm nữa, chúng ta nên về thôi. Bệ hạ, bệ hạ. Nguyệt ảnh, trẫm đã sắp xếp xong rồi, tên mạo danh đó sẽ không quay lại nữa đâu. Nguyệt ảnh sợ, Nguyệt ảnh muốn ở bên bệ hạ. Nhà đầu ngốc, chậm ở nhà giam. Nơi đó vừa tối vừa lạnh, thân thể nặng mềm mại yếu ớt, sao chịu được chứ? Hứa với chấm, hãy chăm sóc tốt cho bản thân, đừng làm chuyện ngốc nữa, chấm nhất định sẽ bình an quay về. Bệ hạ nói có thật không? Có lời nào mà chấm từng nói lại chưa từng làm được không? Ngươi có chắc chắn tên Hoàng đế giả đó đáng tin chứ? Bệ hạ yên tâm, tên mạo danh đó nhát như thỏ đế, giữa đường tỉnh dậy ba lần, lại bị thần giả ma hù cho ngất xỉu ba lần, lúc đi quần còn ướt nữa cơ, bây giờ hắn đã tin chắc là Lam Nguyệt các có ma rồi. Ngươi phái người âm thầm bảo vệ Nguyệt Ảnh, nếu tên Hoàng đế giả này lại có ý đồ bất chính nào với Nguyệt Ảnh, thì đánh gãy chân chó của hắn cho trẫm. Bệ hạ! Tại sao đêm qua không giết tên hoàng đế giả đó luôn, để thay thế hắn? Bọn chúng giáp tâm lập một cái bẫy lớn như vậy, không có phương án dự phòng. Chấm không thể bảo đảm là không có sai sót nào, nên không thể hành động, bằng không những người bên cạnh chấm đều sẽ bị liên lụy. Bây giờ bệ hạ đã có dự tính rồi ư. Chấm cũng là tương kế tụ kế, nếu bọn chúng đã mưu toan ngấm ngầm với chấm, vậy chấm cũng phải chọn thời cơ chính xác, vạch trần chân, chân tướng này ở trước mặt mọi người xem chúng đổi trắng thay đen kiểu gì. Bệ hạ anh minh. Viên thư đó đã che giấu, quá nhiều bí mật, nhất định hắn còn nhiều thân phận hơn. Chấm buộc phải tra rõ, có muốn thuộc hạ theo dõi hắn không ạ? À? Không, ngươi vẫn cứ ở bên cạnh chấm. Trương Thanh bọn họ biết ngươi, lời của ngươi, bọn họ sẽ tin. Bệ hạ có lời muốn nói với Trương Đại Nhân ư? Ừ, đúng vậy, ngươi đi nói với Trương Đại Nhân, Hoàng đế giả, và thư sách đã biết kế hoạch của họ rồi. Kêu họ nhất định phải cẩn thận, đừng để rước họa vào người mọi chuyện đợi sau này duyệt binh đại quân hà tây chấm xe tự có cách viên thư đó ngươi phái người đắc lực canh hắn canh xem hắn đã đi nơi nào tiếp xúc với những ai nhất định phải cẩn thận với cái tính cảnh giác của hắn bị phát hiện thì sẽ khó mà thoát thân đó bệ hạ yên tâm còn cả tên diệp văn chính đó lão tặc này nhất định có quan hệ với tên hoàng đế giả đó nhưng ông ta với viên thư thì chấm thật sự không liên hệ lại được. Người cũng phái người để mắt chặt ông ta, xem ông ta có bí mật gì. Có người tới, mau đi đi. Đây là vũ khí gì vậy? Sao chưa từng thấy vậy? Thứ này nặng như vậy, nhấc cũng nhấc không nổi, thì tác chiến thế nào? Ta nói mấy cái thứ hào nhoáng bên ngoài này, nhạc tướng quân không cần cho bọn ta xem đâu. Hào nhoáng bên ngoài ư, Diệp Đại Nhân, ông nói nhẹ nhàng ghê ha quân hà tây chúng tôi có người nào không phải máu tướng xuất thân từ chiến trường ra đâu ông chỉ là một văn thần nhỏ bé chói gà không chặt dựa vào gì mà xem thường chứ con trai ta dẫn đầu quân diệp ra trận nào đánh cũng bất khả chiến bại từng đẩy lùi quân man Dựa phía bắc ngươi dám bất kính với lão phụ ư quân diệp gia là quân diệp gia diệp văn chính ông là diệp văn chính mặc dù trong phiên hiệu quân diệp gia có chữ diệp nhưng không phải là quân đội diệp gia của các người diệp đại nhân hống hách như vậy khó tránh việc bị xem là coi thường quân vương đó ngươi Nhạc Trung Lân Diệp Thái Sư là do chấm phong làm trọng phụ nước nhà. Ngươi như vậy là không xem chấm ra gì phải không? Thần không dám bất kính với thiên tử. Không có lần sau đó. Lắp pháo, bệ hạ, đây là vũ khí thần mà người đích thân lệnh cho thần chế tạo. ngài từng nói vào ngày duyệt binh sẽ tự mình bắn thử. bệ hạ, mời. bệ hạ, người nhìn viên thư làm cái gì? lẽ nào ngài không biết cách khởi động nó ư? nếu là như vậy. Thần nghi ngờ thân phận của bệ hạ là giả. Nói bậy, đây là vũ khí do đích thân chấm lệnh ngươi chế tạo. Sao không biết được? Bệ hạ. Mời. Thứ này, người khác chưa từng thấy. Không cần hoảng, tùy theo ứng biến là được. Nếu nói sai, thì cũng có chỗ để xoay sở. bệ hạ ngài muốn khởi động đại bác bằng cách nào <laughs> to gan nhạc trung lân Thứ chấm kêu ngươi chế tạo là vũ khí hạng nhẹ, mà ngươi lại làm nặng trịch như vậy, nhấc còn nhấc không nổi, sao có thể lên chiến trường chứ? Bệ hạ, thứ này không phải để nhấc. Khởi động thế nào? Chẳng phải là ngài đã từng dạy thần rồi sao? Nói bậy, chấm từng nói khi nào chứ? Rõ ràng là ngươi làm việc sơ suất, mà còn dám nói ngược lại chấm. Người đâu? Lôi nhạc trung lân xuống, giam vào đại lao, bệ hạ xử lý quạt thần nhất phẩm, có phải quá qua loa rồi không? cái này cũng không trách bệ hạ được thứ nhất là vũ khí này không có cạnh sắc hai là cũng không có nhẹ sao giết địch được còn lẩn ra đó làm gì người đâu mau bắt nhạc trung lân lại ha 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 hay cho một sự bịa đặt hay là một kẻ giả mạo dám ngang nhiên vượt ngục nhạc trung lân có phải người thả hắn ra không to gan đây là mưu phản nực cười vô cùng một đám loạn thần tặc tử không biết xấu hổ là gì mà cứ suốt ngày nhắc đi nhắc lại hai từ mưu phản các người không thấy nực cười lắm hả anh nói bậy bạ người đâu giết tên nghịch tặc này cho chấm chấm sẽ thưởng vạn lượng hoàng kim các vị triều thần xin hãy đứng sang một bên và đợi chút ta với ngự lâm quân sẽ tự bảo vệ an toàn cho mọi người bằng không lát nữa bên này đánh nhau E là đao kiếm không có mắt đó. To gan. Ngươi như vậy là mưu phản. Dừng tay đi. Sao? Ngươi muốn nhận thua rồi à? Thôi vậy. Chỉ cần ngươi không phản kháng. Chấm sẽ giữ cho ngươi toàn thây. Nói vậy là ngươi cũng lương thiện ha. Nhưng ta thì không vậy. Ngươi muốn hại ta. Ta nhất định sẽ khiến hắn chết không toàn thây. Ngươi muốn làm gì? Tạm biệt. Bye bye. Vậy này có thể dẫn lửa trong không trung ư? Quả thật là khó tin mà. Ngươi dám hành thích bề hạ ư? Chấm đã nói hắn là hoàng đế giả, chấm mới là thật. Đại, đại là thật. Diệp đại, đại nhân, ông nói xem. Bệ hạ, thần, lão thần mở mắt. Hôm đó không thể nhận ra người. Bệ hạ, ngài chính là bệ hạ thật. Còn cái tên đã chết đó thì sao? Là loạn thần tặc tử. Hắn đáng chết. Chết không tiếc. Diệp đại nhân quả là văn hoa hay. Viên thư, chấm tự thấy mình đối xử không tệ với ngươi. Không ngờ ngươi lại có giá tâm ác như vậy. Bệ hạ nói vậy là sao? Thần chỉ là bị tiểu nhân làm mờ mắt. Còn rào biện ư, Ngươi nghĩ chấm không dám giết ngươi sao? Bệ hạ sẽ không đâu. Dù sao thì bệ hạ vẫn còn rất nhiều nghi hoặc chưa thể giải đáp. Một khi tôi chết, bệ hạ sẽ mãi mãi không biết được những bí mật này. Nhạc Trung Lân, có thần, lập tức giam viên thư vào ngục, thẩm tra nghiêm khắc. Rõ, người đâu, đưa đi. Lý khách, thân ta cứ đợi mà xem, chỉ sợ là ngươi không có cơ hội này đâu. Chư vị, bây giờ nghịch tặc đã bị giết và giam vào ngục. Bất luận trước kia các vị ái khanh cấu kết thế nào với nghịch tặc, chỉ cần sau này một lòng vì đại chu ta, vì thiên hạ của lý thị này, chấm, sẽ không truy cứu nữa. Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế. Quân Hà Tây, quân kỷ nghiêm minh, chiến sĩ dũng mạnh, chấm rất thích, truyền lệnh xuống, khao thưởng tam quân, bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế. đăng nhập làm hội viên của app để xem nhiều video hơn bệ hạ không hay rồi viên thư chạy rồi chuyện là sao nói rõ xem bệ hạ thứ cho thần vô năng thần đã phái hơn chục người canh gác nghiêm ngặt nhưng tối qua chục người đó đều đã bị cắt cổ họng rồi bị giết chết ngay cả ổ khóa cửa cũng bị vũ khí sắt chém gãy toan xem ra là do cao nhân làm sao có thể chứ thân thủ này còn vượt qua ám vệ của chấm rốt cuộc người này là ai bệ hạ bệ hạ thám tử của lâm sát viện đến báo phía bắc đã bùng phát một cơn đại dịch lớn chưa từng thấy tốc độ lây lan và nỗi đau khi nó khởi phát cũng chưa từng thấy bao giờ nghiêm trọng vậy ư truyền tới từ đâu? Nghe nói truyền ra sớm nhất là từ những người vô gia cư ở phía bắc, sau đó nó lan tới Việt Thành, thú thành, bây giờ có ngàn người nhiễm bệnh, trăm người tử vong, dân vô gia cư ở phía bắc này vào được lãnh thổ của Đại Chu bằng cách nào chứ? Diệp gia quân đang là cái gì vậy? Thám tử của thần đã tra xét ngọn nguồn, phát hiện người Đại Chu nhiễm bệnh đầu tiên chính là một binh sĩ trong quân Diệp gia, nhưng mà người này đã chết nên không tra được gì. Xem ra đây lại là âm mưu quỷ kế của Diệp gia vì tranh quyền đoạt lợi mà lại lạm sát mạng người hai cha con này thật đáng chết mà bệ hạ bớt giận may mà biên giới phía bắc cách kinh thành xa chúng ta vẫn còn thời gian cứu vãn bây giờ chuyện cấp bách trước mắt là kêu thái y viện mau chóng nghiên cứu đơn thuốc chữa trị bệnh dịch bằng không một khi bệnh dịch lan ra diện rộng triều đình ắt sẽ sinh loạn nhạc trung lân có thần hôm nay chấm giao hổ phù cho ngươi ngươi mau đi tới các môn tìm một vài tướng lĩnh có uy tín làm giám sát dẫn theo quân đội đến nơi phát ra bệnh dịch ổn định lòng dân nếu có bạo loạn hãy dốc sức trấn áp mà không làm bị thương tới bách tính thần tuân chỉ trương thanh có thần trẫm sẽ lập tức viết chỉ ngươi cũng hãy cử ra hết các thám tử của lâm sát viên đi tìm thuốc dài trên khắp phạm vi lãnh thổ nếu có người có thể chữa được bệnh triều đình ắt không bạc đãi rõ sau đó tìm cho trẫm một vài thái y có kinh nghiệm cùng trẫm đi tới biên giới phía bắc bệ hạ thân thể ngàn vàng không thể mạo hiểm được. Xin bệ hạ nghĩ lại, nếu bệnh dịch này mà phát tán, thì sao chấm có thể tiếp tục làm hoàng đế được? Bệ hạ yêu dân như con, thần thay mặt bách tính trong thiên hạ đa tạ người. Đây rõ ràng là bẫy của Diệp gia. Nếu người lấy thân mạo hiểm, vậy chẳng phải là đã trúng kế của họ rồi sao? Thực ra chấm hiểu một chút y thuật, nhưng bắt buộc cần phải xem đặc trưng phát bệnh của bệnh nhân. Chấm mới có cách, thần sẽ đi lệnh cho thám tử lâm sát viện đến biên giới phía bắc thăm dò ghi chép, rồi sẽ đem về cho bệ hạ tham khảo. Bệ hạ, tình thế hiện giờ nguy hiểm, người hoàn toàn không thể rời kinh vậy ngươi kêu thám tử đi nhanh về nhanh dịch bệnh đang phát tán chậm một ngày là sẽ nhiều người nữa bệ hạ yên tâm ngươi mà thần cử đi đang lần lượt mang tin tức về đợi sau khi tổng hợp xong sẽ lập tức dâng lên cho bệ hạ Diệp ra chấm sớm muộn cũng sẽ diệt các người lần này lão phu tới là để cảm tạ lâu chủ mới nửa tháng mà bệnh dịch đã tràn tới kinh thành tên tiểu tử lý khách đó chắc giờ khắc này đang xoay mòng mòng cả lên vậy kế hoạch tiếp theo diệp đại nhân làm thế nào rồi bây giờ lòng dân đang phẫn nộ khiếu nại khắp nơi tôi đã làm theo chỉ điểm của lâu chủ cử người đi tung tin ở khắp trong kinh nói lý khách đắc vị bất chính khiến thần linh phẫn nộ nên mới liên lụy đến bách tính đại chu gặp tai ương bây giờ đã có rất nhiều người nổi dậy bọn họ đều hô hào muốn lý khách thoái vị ừm làm rất tốt nhưng tôi nghe nói lý khách đã cử quân hà tây đi trấn áp rồi không biết chiêu này rốt cuộc có thể làm bị thương căn cốt của hắn không chỉ cần bệnh dịch một ngày chưa giải quyết được thì tiếng oan này sẽ không đè ép được chỉ là diệp đại nhân còn gì lo lắng à cứ nói không sao chỉ là tôi còn nghe nói lý khách đã dán bảng vàng tìm kiếm danh y nếu để bọn họ tìm được cách giải độc vậy vậy chúng ta há chẳng phải uổng công rồi sao yên tâm cách này là ta đã tìm được từ một cuốn sách cổ vốn dĩ không thể chữa như vậy ta cũng bớt lo rồi buổi chiều hôm nay có một chuyện lớn bây giờ dịch bệnh hoành hành bách tính không rõ sống chết chư vị nếu có cách chữa bệnh thì cứ dâng lên thần có điều khởi tấu sao diệp đại nhân có cách à thần ngu dốt không có cách trị bệnh nhưng gần đây thần nghe được một vài tin đồn về bệ hạ tin đồn gì tin đồn nói là bệnh dịch lần này là do báo ứng bởi vì bệ hạ đắc vị bất chính nên mới có diệp đại nhân cũng to gan thật lời đồn này tôi cũng từng nghe qua lẽ nào nhất định phải để bệ hạ nhường ngôi thì mới có thể chữa bệnh dịch ư ừ. chuyện này là tôi chưa từng nghe đó nói bậy quả là nói năng bậy bạ bệ đã vì giải quyết bệnh dịch cho bách tính mà ngày đêm lao tâm xứng đáng là một minh quân lời đồn này vô căn cứ Nhất định là mưu kế của loạn thần tặc tử. Đại chu ta từ trăm năm tới nay chưa từng bộc phát bệnh dịch nào quy mô lớn như vậy, người bệnh chết đếm không hết. Lẽ nào chuyện này còn không phải là cảnh báo do ông trời phát ra à? Tại sao ông lại không hề nghi ngờ về lời đồn? Trừ phi tin đồn này có liên quan tới ông, nói năng sằng bậy, lão phu cả đời tận tâm tận lực với đại chu, sao có thể làm ra chuyện vậy được? trương đại nhân nói chuyện phải có chứng cứ đủ rồi chuyện này rốt cuộc do ai làm vẫn còn phải đợi cha nhưng trẫm cho rằng tung tin đồn bậy làm loạn lòng dân chỉ cần để trẫm tìm ra kẻ đứng đằng sau này trẫm nhất định sẽ xử trảm rồi chu di cửu tộc khởi bẩm bệ hạ thần nghe nói bây giờ trên phố đang lưu truyền một loại thuốc tên là giải ưu tán mặc dù không chỉ dứt điểm bệnh dịch nhưng cũng có thể giảm bớt sự đau khổ mà bệnh dịch mang tới thần cũng nghe nói sau khi dùng thuốc này thì cơn đau sẽ từ từ giảm bớt được các bách tính xem là thuốc tốt chỉ là thuốc này giá cả cực đắt không biết triều đình có thể đứng ra mua lại phương thuốc này không như vậy thì sau này sẽ có người người được dùng hơn hiệu quả của thuốc này sao nghe giống như thuốc gây ảo giác vậy chuyện này vẫn cần điều tra nếu thật sự là thuốc tốt chấm sẽ tự có định đoạt bệ hạ thiếp xoa bóp cỡ này được chưa sức của ái phi vừa đủ chấm thích xoa bóp mạnh gần đây bệ hạ lo chuyện nước mà hốc hác cả người chấm là một đại nam nhân thì hốc hác chút có sao chỉ cần ái phi mãi xinh đẹp là được bệ hạ có chuyện gì phiền lòng cứ nói ra đi xem thử nguyệt ảnh có thể phân yêu cùng người không tất cả là do dịch bệnh gây ra nghe nói trong kinh thành xuất hiện một loại thuốc lạ nhưng nghe có vẻ không phải thứ gì tốt gọi là giải ưu tán sao ái phi nàng biết chuyện này à bệ hạ thiếp biết nguồn gốc của thứ đó Nàng biết ta, à, mau nói cho trẫm nghe, người bán thuốc đó là một danh y ở quỷ thị, mọi người đều gọi ông ta là lâu chủ dạ lâu, người này tinh thông đủ loại thuật độc của cốc vu, nhưng tâm địa không ngay thẳng. Vậy làm sao nàng biết? Trước đây thiếp ở Hoa Nguyệt lâu, có một tỷ muội rất thân thiết, tên là Đại Tâm, trong số khách của nàng ấy, có người đã dùng qua giải ưu tán này rồi, sau đó nàng ấy cũng bị dính vào thứ đó. Vậy loại thuốc này thật sự hiệu quả à? Nó không phải thuốc chữa bệnh, nó giống như một loại độc dược mãn tính. Đại tâm sau khi dùng giải ưu tán, ban đầu thì dạng dỡ hẳn ra, nhưng chưa đầy nửa năm đã bắt đầu gầy rộc, nàng ấy còn dường như bị nghiền. Nếu ngày nào không có thuốc, nàng ấy sẽ lăn lộn dưới đất. Toàn thân ngứa ngáy, không thở nổi. Nghe giống như một loại ma túy gây ảo giác, rồi sau đó thì sao? Sau đó đại tâm tiêu hết sạch tiền tích lũy, không còn tiền mua thuốc, nên nàng ấy đến quỷ thị tìm lâu chủ. Nhưng, nhưng sau đó đại tâm không bao giờ trở lại hoa nguyệt lâu nữa. Cho đến hai tháng sau, quan phủ vớt được một sắc nữ từ dưới hồ, toàn thân tím tái, phân hủy đến mức không thể nhận diện, nhưng trên tay vẫn đeo sợi dây đỏ mà thiếp đã tặng đại tâm. Một sinh mạng đã ra đi, thế quan phủ không? Không tìm lâu chủ đó để hỏi à? Quan phủ nói chúng ta không có chứng cứ chứng minh là ông ta giết đại tâm, nên coi như vô cáo. Xem ra bọn họ đã cấu kết với quan phủ từ lâu rồi. E rằng, Người này chẳng phải tự mình gặp mới được. Bệ hạ, người hãy để thiếp đi cùng. Thiếp muốn biết tỉ muội của thiếp, rốt cuộc đã chết vì lý do gì, coi như an ủi linh hồn nàng ấy. Chấm đã hiểu rõ rồi, loại giải yêu tán này không phải là linh dược gì, mà là một loại độc dược gây nghiện từ từ, nhất định phải cấm. Bệ hạ, giải yêu tán không thể cấm được. Đúng vậy, đó là linh dược trị bệnh dịch mà. Bao nhiêu người trong cơn đau đớn sống không bằng chết, đều nhờ nó mới kéo dài được mạng sống bệ hạ muốn cấm giải ưu tán nhưng lại không có thuốc giải trị bệnh dịch chẳng lẽ muốn dồn mọi người vào đường cùng sao đủ rồi chưa nói đến việc thuốc này căn bản không trị được bệnh dịch dù những người sống sót trong dịch bệnh dùng thuốc này cũng chưa chắc có kết cục tốt đây là uống thuốc độc giải khát bệ hạ nói vậy có bằng chứng gì không nói về nguồn gốc của bệnh dịch này chẳng phải đều do bệ hạ mà ra sao đây là sự trừng phạt của trời, là thiên tai hay nhân họa, chấm sẽ tự mình điều tra rõ ràng, chấm nhất định sẽ tìm ra bằng chứng, trước khi chấm chứng minh được giải ưu tán gây hại cho tính mạng, thuốc này tuyệt đối không được lưu hành ra thị trường, nhưng mà, những người dân đang chịu khổ vì bệnh dịch không thể chịu đựng lâu nữa, đúng vậy, tình thế hiện giờ rất nguy cấp, không thể để những người dân mắc dịch bệnh, chờ đợi vô thời hạn như thế. Không biết bệ hạ còn muốn tìm bao lâu nữa? Ba ngày, chấm hứa trong ba ngày chắc chắn sẽ tìm ra sự thật về loại thuốc này cũng được vậy đợi bệ hạ ba ngày nếu sau ba ngày không điều tra được gì bệ hạ thì đừng ngăn cản dân chúng mua bán giải ưu tán nữa hai lượng bạc hai mươi lượng không cần thối lại ta có việc muốn hỏi ta thấy hai vị mặt mũi lạ lẫm chắc là đến để làm việc ta đã buôn bán ở đây mười mấy năm có thể nói là hiểu rõ mọi thứ về chợ ma hai vị có gì muốn hỏi cứ việc hỏi ta muốn tìm một loại thuốc kỳ diệu giảm đau không biết nên tìm ai ngươi nói là giải ưu tán đúng vậy chợ ma không có thứ đó hai vị nếu không có việc gì thì mau rời đi đừng làm ta mất thời gian làm ăn chủ quầy chúng ta thực sự cầu xin thuốc hiện giờ đã bị lệnh cấm thị trường không có hàng chúng ta khó khăn lắm mới tìm được nơi này chủ quầy Xin giúp đỡ. Tòa nhà này gọi là dạ lâu, là trung tâm giao dịch của chợ ma, chia làm hai tầng. Chúng ta là thương nhân bình thường, đều ở tầng 1, tầng 2 là việc của chủ lầu dạ lâu, hắn là người quản lý chợ ma. Nếu các ngươi muốn tìm thuốc thì chỉ có thể tìm hắn. Cảm ơn sự chỉ dẫn. Nhưng đừng nói là ta đã nói với các ngươi làm sao mà chủ lầu dạ lâu lại gây rắc rối cho ngươi? Người đó rất nguy hiểm. Nếu các ngươi vẫn muốn lên tầng 2, chỉ có thể tự cầu phúc thôi. Những gì cần nói và không cần nói ta đã nói hết rồi. Các ngươi mau đi đi, coi như chúng ta không quen biết. Hai vị tìm ai? Chúng ta đến tìm chủ lầu để xin phương thuốc. Phương thuốc gì? Phương thuốc của giải yêu tán. Giải yêu tán đã hết. Hai vị hãy trở về đi. Ôi, chúng ta đến đây với lòng thành. Số tiền 100.000 lượng là tiền đặt cọc, chỉ cần chủ lâu đồng ý giúp đỡ chúng ta, tiền không phải là vấn đề. Hai vị ở đây một chút, ta sẽ đi mời chủ lâu. Nếu không muốn chết thì đừng đi lung tung hoặc nghe lén, càng đừng có nghe linh tinh, hiểu chưa? Mai kiếm, đi theo. Vâng. Tốt nhất ngươi đừng chạm vào nó, ngươi không phải đi mời chủ lâu sao? Người của ngươi đã theo dõi ta đến nơi không nên đến, chủ lâu không hài lòng với hành vi của ngươi, không muốn gặp ngươi nữa. Người của ta đâu? Chủ lâu nói ngươi có thân phận đặc biệt, ngài ấy không muốn kết thù với ngươi, chỉ cần lập tức rời khỏi chợ ma, hắn sẽ thả người bảo vệ của ngươi. Hắn biết ta, hắn là ai? đừng hỏi những điều không nên hỏi chỉ cần các ngươi nói được làm được nếu không ta nhất định sẽ dẫn người san bằng nơi này mai kiếm mai kiếm mai kiếm mai kiếm ngươi thế nào rồi bệ hạ xin tha tội thần bất tài vừa đi theo đã bị phát hiện đừng nói nữa người có sao không bọn họ đang công khai khiêu khích quyền uy của hoàng đế diệt trung lân thần đây đưa quân lâm ngự đến đây lục soát cho ta dạ ta không tin không tìm ra được bí mật gì bệ hạ xin tha tội thần đã dẫn quân lâm ngự kiểm tra dạ lâu suốt đêm qua nhưng không phát hiện được dấu vết nào chỉ phát hiện một số loại côn trùng kỳ lạ cũng không tìm thấy dấu vết của giải ưu tán và thi thể cái gì không thể nào trong một đêm. Làm sao bọn họ có thể xử lý sạch sẽ như vậy? Chắc chắn có điều gì đó mà chấm đã sơ xuất. Thần đã lục soát từng phòng trong dạ lâu rất kỹ, quả thực không phát hiện được bất kỳ vấn đề gì. Để chấm suy nghĩ lại đã, nhưng bệ hạ, ba ngày nữa sẽ đến gần, e rằng Diệp Văn Chính và bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Bệ hạ, đến ngày thứ ba rồi, không biết bệ hạ đã tìm ra điều gì về sự thật của giải ưu tán. Chấm đã tìm thấy ba người đã dùng giải ưu tán hơn một năm rồi. Họ ra rẻ nhăn nheo như củi, lên cơn thèm thuốc. Nếu một ngày không dùng, thì toàn thân khó chịu. Đây không phải là bằng chứng rõ ràng sao? Bệ hạ, dựa vào đâu mà nói họ bị bệnh vì dùng giải ưu tán? Có thể. Họ đã mắc phải bệnh đặc biệt nào đó. Nếu không dùng giải ưu tán, có lẽ đã sớm phát bệnh mà chết rồi ngài thượng thư quả thực biết biện luận nếu bệ hạ không có chứng cứ nào khác để chứng minh giải ưu tán là độc dược xin hãy thu hồi lệnh cấm để dân chúng tự do mua bán giải ưu tán xin bệ hạ ban lệnh cho dân chúng mua bán giải ưu tán xin bệ hạ ban lệnh để dân chúng tự do mua bán giải ưu tán nếu chấm không đồng ý thì sao dân chúng mắc bệnh nhiều như vậy đang chờ giải ưu tán cứu mạng phải chăng bệ hạ muốn trở thành một vị vua tàn ác để dân chúng phải chết xin bệ hạ thương xót dân chúng xin bệ hạ suy nghĩ cẩn thận xin bệ hạ suy nghĩ cẩn thận có vẻ như trong mắt các vị trẫm đã trở thành một vị vua tồi tệ hoàn toàn vậy trẫm có nên tự nguyện nhường ngôi cho các ngươi không bệ hạ hiện tại dân chúng tin tưởng vào sự trừng phạt của trời đối với triều đình đầy sự oán giận. Nếu bệ hạ tiếp tục cố chấp, khi các nơi xảy ra loạn lạc, e rằng Đại Chu Quốc sẽ không còn tồn tại. Đại nhân Diệp đúng là tài ăn nói, miệng nói nào là thiên hạ, miệng nói nào là bách tính, nếu theo lời ngươi nói, thì dịch bệnh này chưa kết thúc, chẳng lẽ chấm nên biến mất sao? Thần không dám. Bệ hạ, đây không phải chỉ là lời nói của riêng đại nhân Diệp. Hiện nay dịch bệnh đã lan rộng, dân chúng đã oán than khắp nơi rồi. Ồ, vậy giả sử chấm đã nghiên cứu ra phương thuốc thì sao? Bệ hạ sao có thể lấy chuyện này ra đùa cợt? Điều đó tuyệt đối không thể. Đây không phải là trò đùa. Thật không may, phương thuốc chữa dịch bệnh này, chấm cùng Viện trưởng Thái Y Viện đã lập ra từ hôm trước. Hôm qua đã cho bệnh nhân sử dụng thử, và hôm nay đã thấy hiệu quả ban đầu. Nhưng mà chấm đã nghiên cứu ra phương thuốc, có vẻ đại nhân Diệp lại không vui, chẳng lẽ người muốn dịch bệnh này kéo dài mãi? Để càng nhiều người chết hơn sao? Đương nhiên là không. Lão Phu chỉ thấy kinh ngạc, bệ hạ từ khi nào lại tinh thông y thuật như vậy? Điều đó không cần đại nhân Diệp phải bận tâm, bệ hạ nói là thật sao? Thật sự đã nghiên cứu ra phương thuốc rồi sao? Truyền thái y, truyền viện trưởng thái y viện vào gặp. thần thái y viện viện trưởng tham kiến bệ hạ đứng lên đi tạ ơn bệ hạ viện trưởng tình hình của những bệnh nhân thế nào rồi khởi tấu hoàng thượng đêm qua thần thử thuốc bảy người thì sáu người hồi phục người nặng nhất cũng đã bắt đầu uống nước và ăn uống chắc chắn vài ngày nữa sẽ có sự hồi phục đáng kể ha 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 viện trưởng đã nói vậy xem ra thuốc này thực sự có hiệu quả tốt quá rồi đại chu của ta được cứu rồi tốt rất tốt lập tức công bố phương thuốc, thần tuân chỉ, lâu chủ. Người không phải đã nói bệnh này vô phương cứu chữa sao? Bản tọa đúng là, không có thuốc giải, nhưng tên lý khắc đó, lại nghiên cứu ra phương thuốc giải. Bây giờ thì tốt rồi, lời đồn đã tự sụp đổ, tiểu hoàng đế thậm chí còn được dân chúng ủng hộ nhiều hơn trước. Xem ra, từ nay chúng ta càng khó mà lay chuyển gốc rễ của hắn. Đại nhân Diệp nói thật khiêm tốn, muốn lay động gốc rễ của Lý Khắc đối với ngài mà nói, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Lâu chủ đừng đùa cợt lão phu. Tiểu hoàng đế giờ nắm quyền lớn, lại được quần thần và dân chúng yêu mến. Mục tiêu tiếp theo hắn muốn trừ khử chắc chắn sẽ là lão phu. Chỉ sợ lão phu không còn cơ hội. Để thi triển thêm thủ đoạn nào nữa, ngài đang nắm trong tay, bảo bối có thể điều khiển ba quân kia mà. Ngươi nói đến Diệp Gia Quân, chính xác. Con trai ta tuy là tổng chỉ huy ba quân, nhưng theo luật Đại Chu, điều động quân đội phải có hổ phù do Hoàng đế nắm giữ. Lý Khắc còn đề phòng Diệp Gia Quân ta chưa đủ, làm sao hắn có thể giao hổ phù cho con trai ta được? Chỉ có người Đại Chu mới phải tuân thủ luật lệ của Đại Chu, nếu không trung thành với Giang Sơn của nhà họ Lý, đi tìm minh chủ khác thì còn cần giữ những quy tắc đó làm gì lâu chủ quả nhiên là người linh hoạt sáng suốt không biết lâu chủ đã chọn gia tộc nào không phải ngài diệp luôn có thư từ qua lại với sứ giả của lâu lan sao lâu lan ở phía tây bắc của đại chu giáp với phía bắc nơi diệp gia quân đóng quân chẳng phải rất hợp sao lâu chủ nói rất đúng nếu để diệp gia quân mang theo ba thành phía bắc cùng đầu hàng lâu lan miếng mồi béo bởi như vậy lâu lan chắc chắn không bỏ qua đương nhiên là thế và dựa theo hiểu biết của ta về lý khắc hắn chắc chắn không chịu nổi sự sỉ nhục này nhất định sẽ khai chiến với lâu lan chính xác bất kể ai thắng ai thua chúng ta đều có thể ngồi hưởng lợi từ hai bên thật là tuyệt vời ngài diệp nên nhân lúc lý khắc còn chưa kịp nghĩ ra điều này nhanh chóng gửi thư cho sứ giả lâu lan và tướng quân diệp đi Lão Phu sẽ viết ngay bây giờ. Diệp Hiếu Trung à, Diệp Hiếu Trung, cuối cùng ngươi cũng phản rồi. Bệ hạ, hạ, Diệp Hiếu Trung lần này phản bội lâu lan, còn mang theo ba thành một châu của đại chu ta, thật là đáng ghét. Lập tức cho ta tịch thu tài sản nhà Diệp, thần sau khi nhận được báo cáo khẩn cấp từ biên giới, đã đích thân dẫn người tịch thu nhà Diệp, nhưng tiếc là thần đến muộn một bước, lão tặc Diệp đã bỏ trốn rồi, chấm không trách ngươi. Là lỗi của chấm vì không sắp xếp trước. Chỉ là một lão gian manh, lần này lại hành động nhanh chóng và quyết đoán như vậy. Quả là không giống với phong cách xưa nay của hắn. Bệ hạ, thần còn một việc nữa cần bẩm báo. Trong khi khám xét nhà Diệp ra, chúng thần tìm thấy rất nhiều. Thư từ qua lại giữa lão tạc Diệp và lâu chủ dạ lâu. Diệp ra và dạ lâu có mối liên hệ. Chấm đã sớm đoán ra. Còn phát hiện gì khác không? Trong thư có nói rằng lâu chủ dạ lâu chính là người học cùng với ngài viên thư cái gì thảo nào thảo nào viên thư chỉ là một thư sinh mà lại có thể sai khiến diệp văn chính như một con chó cũng thảo nào hắn có cao thủ giúp vượt ngục tất cả đều hợp lý rồi bệ hạ giờ chúng ta đã biết sự thật ngài định xử lý thế nào hãy để nhạc trung lân dẫn binh đến quỷ thị phá tan dạ lâu e rằng viên thư đã không còn ở đó rồi trẫm biết nhưng phá hủy sao huyệt của hắn cũng giúp giải tỏa bực tức Bệ hạ, ngài nhìn xem, đây là bản đồ của ba thành một châu. Bệ hạ, bệ hạ, chúng thần đã san bằng dạ lâu. Còn phát hiện một mật thất dưới lòng đất, bên trong có rất nhiều chiếc hộp như thế này, chứa đầy bột trắng, nhưng không rõ là gì. Nếu chấm đoán không nhầm, đây là giải ưu tán, thảo nào lần trước thần lục soát khắp dạ lâu mà không tìm thấy giải ưu tán bọn chúng giấu trong mật thất dưới đất thứ này hại dân nhất định không thể để lan ra ngoài người chịu trách nhiệm đưa toàn bộ giải ưu tán ra ngoại thành tiêu hủy vâng bệ hạ giờ diệp gia đã phản bội lâu lan ngài định xử lý thế nào việc này chấm thật khó quyết định bệ hạ việc này có gì khó xử đâu hiện tại quân hà tây của ta đã mở rộng lên tám trăm nghìn binh sĩ gấp đôi quân diệp ra, cộng thêm vũ khí hủy diệt là pháo cối của chúng ta. Đánh bại quân diệp ra quả là chuyện dễ dàng. Bệ hạ, thần xin dẫn quân xuất chiến, tiêu diệt phản quân. Bệ hạ, ngài còn gì phải lo lắng nữa? Diệt diệp ra quân thì dễ, nhưng tướng quân có biết, mỗi người lính trong diệp ra quân đều là dân của đại chu ta, gia đình của họ vẫn đang chờ họ trở về, người thân, vợ con của họ viết thư cho vô lâu lan chấm muốn đàm phán với hắn vâng nghĩ lại ngày xưa chiến đấu vì lý khắc một thằng nhóc miệng còn hôi sữa ta thấy thật bức bối phải đấy ở đại chu thì đâu có được vui vẻ như giờ người lui ra trước đi vâng Lâu Lan chỉ là một nước nhỏ bé. Quân số của họ không bằng quân diệp ra ta. Đời chúng ta đứng vững. Có thể ép thiên tử phải nghe lệnh chư hầu. Đến lúc đó, cả Lâu Lan chẳng phải sẽ thuộc quyền chúng ta hay sao? Ha 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 ha. Lâu chủ, chuyện lớn thế này đang gần ngay trước mắt. Nhưng ta thấy dường như ngài không vui mấy. Ta cứ cảm thấy có gì đó không ổn lâu chủ thấy không ổn chỗ nào diệp công chẳng lẽ không thấy cuộc đại chiến giữa lâu lan và đại chu đã đến quá muộn sao đã hơn hai tháng rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì ý của lâu chủ là gì theo lẽ thường mà nói từ khi lý khắc biết chuyện này cộng thêm thời gian tập kết binh lính tiến về tây bắc một tháng là đủ thế nhưng bây giờ đã hai tháng trôi qua tên tiểu hoàng đế non nớt kia chỉ đang giao dự mà thôi uy danh của quân đội họ diệp nhà ta ở đại chu không phải cho đùa đâu còn nước lâu lan thì sao tại sao lâu lan vẫn chưa có chút tin tức nào ông viên có phải quá cẩn trọng rồi chăng vua lâu lan đã báo cho hai cha con ta biết họ đang chuẩn bị chiến tranh nếu không vì ta không theo lâu lan lâu lan cũng không có ý định gây chiến với đại chu tự nhiên phải chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng theo sự hiểu biết của ta về lý khắc hắn không phải là người có thể kiên nhẫn như vậy ngài diệp nghĩ sao tên hôn quân lý khắc kia từ nhỏ đã vô kỷ luật cái đầu của hắn có thể nghĩ ra được âm mưu gì? Lâu chủ không cần phải quá lo lắng. Cần gì phải đánh giá hắn cao như vậy? Ông Viên có phải đã sợ rồi? Đừng quên, người xúi dục cha con ta tạo phản ban đầu là ông. Bây giờ lại sợ hãi chùn bước, muốn làm con rùa rụt đầu sao? Hai tên ngốc ngạo mạn này. Xem ra ta vẫn phải nghĩ đường lui cho mình. Lâu chủ chẳng lẽ muốn bỏ cuộc rồi? bây giờ ngài và cha con chúng tôi đã cùng chung một thuyền ngài nghĩ nếu không có sự bảo vệ của quân đội họ diệp ngài còn đường sống sao ngài diệp nói vậy là sao ta đã thề cùng hai vị chung tay lập nghiệp lớn sao có thể có ý hai lòng được tốt nhất là như vậy không hay rồi, không hay rồi, có chuyện lớn rồi, tướng quân, có chuyện lớn rồi, tên khốn này, chuyện động trời gì vậy, không thể thông báo đàng hoàng à, xin tướng quân tha lỗi, là bệ hạ đã tới, ai, bệ hạ, vua lâu lan đến à, không, không phải, là hoàng đế đại trù đã tới, hắn mang bao nhiêu quân, tập kích hay công kích, chưa có chiến sự, hắn không mang nhiều người, chỉ mang bốn năm người thôi, thám tử nói hắn tới để đàm phán với vua lâu lan, ông trời giúp ta rồi vua lâu lan hiện giờ ở đâu còn chờ gì nữa sao không báo ta bắt giữ ngay lý khắc tại chỗ tướng quân tại doanh trại thám tử báo về rằng vua lâu lan chỉ đòi đất đai và lương thực từ đại chu rồi sẽ trả lại quân đội cho đại chu họ nói nước lâu lan không nuôi nổi quân đội khổng lồ của họ diệp cái gì những lời của thuộc hạ đều là sự thật nghe nói hoàng đế đại chu mang theo thỏa thuận đàm phán tới mục đích là để thu nhận quân đội họ diệp nếu quân đội họ diệp bị đại chu thu nhận chẳng phải là để lý khắc tự mình thu nhận sao thành trì của mình không đòi lại đã đành lại còn mang tiền bạc tới lấy lòng lâu lan tên lý khắc vừa nhu nhược vừa vô dụng này sao lại có thể có được tầm nhìn và mưu lược như vậy vua lâu lan nói gì đó là điều quan trọng nhất thám tử hồi báo nói lâu lam vương đã đồng ý rồi đang chuẩn bị ký văn thư với hoàng đế đại chu toi rồi nếu đôi bên đã đi tới thỏa thuận lâu lam vương nhất định sẽ bán đứng chúng ta hắn dám quân diệp gia tôi sẽ san bằng lâu lam hắn thật là dựa núi núi đổ dựa người người sẽ chạy xem ra chúng ta phải ra tay trước để chiếm thế thượng phong lập tức truyền lệnh phái binh bao vây lều vương tuyệt đối không được để âm mưu của lý khách với lâu lam vương thành công người đâu cùng bổn tướng đi bao vây lều vương đợi đã hai vị có cần suy nghĩ lại không một khi đã bao vây lều vương thì đồng nghĩa với việc là hoàn toàn cắt đứt với lâu lam đến lúc đó lỡ không còn đường lui thì sao người nói bọn tôi có nạn cũng là ngươi Người kêu bọn tôi không được hành động hấp tấp cũng là ngươi. Ta thấy ngươi là có mưu đồ. Ban đầu phụ thân ta đáng lẽ không nên kiến nghị của ngươi, chứ không bọn tôi cũng sẽ không rơi vào kết cục như giờ. Được rồi Trung Nhi, vừa nãy vì phụ đã nói rồi. Bây giờ ba chúng ta đã người trên cùng một con thuyền. Dù cho có người thật sự có lòng riêng, thì hắn cũng phải cắn răng và tham gia cùng chúng ta thôi. Hy vọng ai đó sẽ trung thực chút. Tôi không phải là phụ vương đâu. Đao của tôi, không có mắt đâu đó tướng quân có gì phân phó không thể chậm trễ nữa dẫn theo thân tín của phụ vương cùng ta đi tới lều vương giết tên nhãi lý khách đó lâu lam vương điều kiện mà đại chu tôi đề ra các người có hài lòng không đây chính là thành ý của hoàng đế đại chu các người ư chỉ có hai ngàn vạn lượng bạc ít ỏi mà muốn đổi lại chục vạn quân đội và tường trì của ta chục vạn tướng sĩ và tường trì vốn là của đại chu tôi là do bọn gian thần phản quốc nên mới để rơi vào tay lâu lam vương các người theo lý mà nói thì các người phải hoàn trả vô điều kiện. Nhưng bệ hạ nhân đức, đồng ý sẵn sàng bồi thường cho lâu lam ông, 4.000 vạn lượng bạc, ngo ngoại trừ 2.000 lượng bạc mà chúng tôi mang đến lần này. Còn 2.000 lượng bạc nữa, là tiền thua cược mà lâu lam vương mãi chỉ hoãn chưa trả cho đại chu tôi. Khá có lý nhầy, nếu hoàng đế đại chu của các người đã không có thành ý như vậy, chi bằng cứ khai chiến đi, khai chiến ư, nói nhẹ ghê hì, các người đánh có lại không? Bọn tôi, bệ hạ nói không sai, Lực sát thương của đại bác đại chu tôi vô cùng mạnh. Buổi sáng các người cũng đã thấy rồi. Một khi khai chiến, tôi dám bảo đảm, lâm lam các người át bại. Mọi thứ chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi. Hơn nữa khai chiến sẽ làm tổn hại tới dân. Tổn thất của hai nước cũng đếm không xuể. Nếu lần này địch ngoài của đôi bên nhân cơ hội tràn vào, thì lâu lam và đại chu há chẳng phải đều thua sao? Nếu hoàng đế nhà chu chắc chắn như vậy, vậy tại sao còn đích thân đem ngân lượng tới để đàm phán chứ? Phải chăng trong lòng còn mối bận tâm nào hả? chẳng trách những năm gần đây lâu lam ngày càng thịnh vương lão hoàng đế này quả nhiên cũng có vài phần kiên nhẫn lâu lam vương nói vậy chấm không có hiểu chấm đường đường là thiên tử làm gì có băn khoăn chứ ha 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 thì đương nhiên là do át chủ bài quân diệp ra trong tay bổn vương rồi cứ cho đại bác của các người lợi hại tới đâu bộ ngươi thật sự nhẫn tâm ra tay với người của đại chu mình sao nếu lâu lam vương đã nhìn ra sự băn khoăn của chấm vậy chúng ta không nói ẩn ý nữa hà tất cứ phải gây chuyện làm tổn hại đôi bên chứ Chi bằng ông cứ nói ra điều kiện của ông. Nể tình hai nước giao hảo nhiều năm, chấm sẽ tăng thêm ngân lượng nếu thấy hợp lý. Ngoại trừ 4.000 vạn lượng mà Đại Chu đã đồng ý cho chúng tôi, thì còn có một thỏa thuận cống nạp mà sứ giả của tôi ký với bệ hạ. Thực sự quá qua loa, bổn vương thấy không thỏa đáng, nên bị bãi bỏ. Còn nữa, quân Diệp Gia có thể trả lại, nhưng ba tòa thành mà Diệp Hiệu Trung mang tới, tất cả về lại lâu lam chúng tôi, há có lý nhề. Có phải lâu lam các người tham lam quá rồi không? Thành trì của đại chu ta sao có thể nhường cho kẻ khác chứ? Nếu đại chu đã không muốn tiếp tục bàn tiếp nữa, vậy chỉ đành khai chiến thôi. Dù sao bất luận thắng thua, thì người chết đều là người của đại chu. Ông nghĩ Diệp Hiệu Trung hắn sẽ một lòng với ông à? Mặc cho ông dùng à? Ý ngươi là gì? Đại chu ta loạn, chấm không có năng lực san bằng. Nhưng nếu hàng chục vạn người ngựa này nếu muốn san bằng lâu lam, e là lâu lam vương sẽ không có cơ hội mà trở tay đâu. Nực cười, Diệp tướng quân đã đầu hàng ta thì là người của lâu lam ta rồi. Cái kế ly gián của ngươi cũng rõ ràng quá đó. Nếu hắn là một lương tướng trung thần mặc kệ sống chết bản thân, thì sao có thể dẫn theo đại quân đầu hàng lâu lam chứ? Ác là hắn đã nhìn chúng được điểm yếu binh lực của lâu lam các người, nên muốn mượn lâu lam vương ông làm bàn đạp, đợi có thời cơ sẽ thu hồi đại quân. Không thể nào. Đại vương, Diệp Văn Chính từng đảm bảo với tôi, ông ta tuyệt đối sẽ trung thành phục tùng. Nếu đảm bảo có tác dụng thì ông có phản chấm không? Nếu Đại Chu không chịu nhường ba thành trì, thì cũng không cần bàn tiếp nữa. Bổn vương bằng lòng cược một ván, được. Vậy để xem, không hay rồi Đại Vương. Diệp Hiệu Trung dẫn theo hàng trăm binh sĩ đi về phía Lều Vương. Hắn muốn làm gì? Hắn nói, nói, nói Đại Vương ngu dốt nên muốn thay thế ngài. Khốn nạn, vệ đội ở đâu? Mau đến hộ giá, Đại Vương. Đội thị vệ vương tộc đã bị quân Diệp ra khống chế rồi. Chỉ còn lại vài người chúng thần thôi. Bây giờ gọi cứu giá thì e là không kịp nữa. Đại Vương. Hoàng đế Đại Chu, có phải ông đã sớm biết Diệp tướng quân sẽ tạo phản, là ông đã dở trò đúng không? Chẳng qua chấm chỉ kêu người, tiết lộ tin tức liên minh của ta với ông, cho Diệp Hiệu Trung biết, chứ chẳng hề dở trò gì cả. Lý do Diệp Hiệu Trung phản bội ông, là vì từ lúc bắt đầu, hắn đã không muốn phục tùng, ông rồi, suy cho cùng đều là khẩu vị của bổn vương quá ít, không ăn nổi miếng thịt béo bở này. Xem ra Lâu Lam Vương đã đồng ý liên minh rồi. Bổn Vương đồng ý trả lại thành trì và quân Diệp ra. Chỉ cần Đại Chu trả ta 4.200 vạn lượng bạc, Bãi bỏ hiệp ước cống nạp đó là được. Đây mới là điều kiện của liên minh. Vậy, điều kiện cứu Lâu Lam Vương là gì? Ông có ý gì? Xem ra trận phản loạn này, Lâu Lam Vương có năng lực san bằng rồi. Không cần sự trợ giúp của chấm. Thôi vậy, vậy chấm đi trước đây. Đợi đã, bệ hạ còn muốn gì nữa? Cứ nói thẳng đi. Chấm hy vọng Lâu Lam Vương có thể buông bỏ mối hận trong quá khứ. Đồng ý mở cửa kinh doanh, giao thương với Đại Chu tạo phúc cho bách tính hai nước năm đó đều là do lòng ích kỷ của bổn vương đã cắt đứt việc thương mại giữa hai nước khiến bách tính hai nước cực khổ nói ra thì cũng đều tại bổn vương đại chu ta có một câu biết sai có thể sửa không gì tốt bằng bệ hạ nói đúng bổn vương đồng ý tốt Chấm vẫn còn một chuyện hứng thú còn nữa nghe nói mỹ nữ lâu lam các người nhiều lắm vân lạc công chúa khiến chấm nhớ mong hàng đêm không biết lâu lam vương có đồng ý liên hôn không ha 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 chúng ta lại gặp nhau rồi nhưng mà là ngươi rơi vào tay ta ông mất kiên nhẫn quá nên mới gây ra chuyện lớn này xem ra lâu chủ dạ lâu đã cho ông không ít chủ ý đó ha bệ hạ vẫn khỏe chứ ta đã sớm đoán là ngươi rồi chỉ là chấm luôn có một thắc mắc ngươi lớn lên từ nhỏ cùng chấm chấm đối đãi không bạc với ngươi Tại sao ngươi muốn chống đối chấm? Chắc không phải chỉ đơn giản vì một người phụ nữ chứ. Phụ nữ chỉ để làm ấm giường thôi. Người làm chuyện lớn sao có thể vướng vào tình ái chứ? Chỉ là trong lòng ta không cam thôi. Có gì không cam, ta nghĩ chiến lược của ta tốt hơn ngươi gấp nhiều lần. Nhưng bởi vì xuất thân thấp kém, nên bị chọn làm thư đồng phế vật của ngươi. Mỗi ngày còn phải cười lấy lòng một đứa con giàu có. Thì sao ta không cam tâm được chứ? Người trước kia là một kẻ phế vật vừa yếu ớt vừa ngu dốt, Thì cũng thôi đi, Ta kinh doanh dạ lâu của ta cũng coi như nở mặt nở mày. Chỉ là dù thế nào ta cũng không ngờ được. Ta nghĩ mọi cách bằng việc thông qua cung biến để xa cách ngươi, thì nào ngờ ngươi lại may mắn lên làm hoàng đế, mà còn là một vị hoàng đế có dũng có mưu, được bách tính yêu mến đúng không? Tùy ngươi nói gì cũng được. Chỉ là sự bất cam trong lòng càng nặng. Ta thực sự không thể chấp nhận được một kẻ không bằng ta lại có thể ở trên cao dẫm lên đầu ta thắng là vua thua là giặc, chấm có thể ngồi vào vị trí này, thì tự có thủ đoạn của chấm. Sự cố chấp của ngươi chỉ có thể đánh giá cao năng lực của ngươi, hừ, nhưng mà những cái này đều không quan trọng nữa, bởi vì bây giờ ngươi, chỉ là bại tướng dưới tay của ta mà thôi. Viên thư, ngươi cũng tự tin quá đó, ngươi nghĩ chấm, không biết các ngươi sẽ tạo phản lần hay sao? Ý gì hả? Bớt ra vẻ đi. Không ngờ một vương gia vô dụng ngày nào cũng có thể lên làm hoàng đế. Đại chu này còn cứu được không? Nghịch tặc to gan, bớt nói bậy bạ. Không ngờ một kẻ ngu dốt cũng có thể lên làm thống lĩnh tam quân. Chấm cũng không ngờ được. Đều là những kẻ sắp chết rồi mà còn ăn nói ngông cuồng ở đây. Chịu chết đi, nghịch tặc, hử. Không hay rồi, viện binh của cậu hoàng đế đến rồi. Viện binh thì sao chứ? Chỉ là một ả đàn bà thì có gì phải sợ. Ngươi dám giết ta ư? Trục vạn quân diệt ra ta? Sẽ không tha cho ngươi đâu. Thần cứu giá trễ, xin bệ hạ tha tội. Trung Nhi! Con! Không cam tâm. Trung Nhi, cậu hoàng đế! diệp ra tận tâm tận lực với đại chu từ đời của tiên tổ ngươi lại dám làm vậy tới ta ư diệp văn chính đừng có tự dắt vàng lên mặt mình nữa mặt nạ đạo đức giả này ngươi đã đeo lâu rồi đó bản thân cũng tin rồi ngươi là một kẻ tiện nhân phản quân thông đồng địch còn dám nói vì nước vì dân ư mặc dù ta phản quốc nhưng ta không phản đại chu mà là phản kẻ tiểu nhân nham hiểm lý khách này nói nghe cũng hay gây ha chẳng qua là do ông không hài lòng với quyền lực có trong tay mình mà thôi. Bất luận ai làm hoàng đế, chỉ cần không thỏa mãn lòng tham của ngươi, thì đều sẽ bị ngươi diệt trừ hậu hoạn. Công đức của hàng trăm người diệp ra tôi. Nào có thể đo bằng chỗ ngân lượng ít ỏi đó chứ? Dù cho ta muốn làm hoàng đế, lẽ nào diệp văn chính ta không xứng ư, diệp lão tặc. Bớt nói bậy bạ, một dùng quyền để, ngư lợi riêng cho mình là kẻ tiểu nhân mặc kệ sống chết của bách tính ngươi còn mưu đồ xoán ngôi quả là điều nực cười nhất thế gian ngươi có còn mặt mũi không một kẻ xuất thân học giả nghèo như ngươi cũng dám sỉ nhục lão phu ư lão phu là tam triều nguyên lão diệp văn chính ông đừng quên tổ phụ của ông tiên tổ mà đã lập công lao cho diệp gia ông cũng là người xuất thân bần hàn nhờ được hoàng đế tiên tổ năm xưa yêu thích mới có được cơ hội dẫn binh còn cho phép ông ta bàn luận nghị sự nếu không phải nhờ ơn tri ngộ năm đó của lý gia thì bây giờ e là không biết ông đang làm nghề mài dao giết lợn ở đâu rồi đó ngươi nếu tổ phụ của ngươi còn sống ông ta nhất định sẽ nói ông biết hành động ngày hôm nay của ông không phải là vì thể diện của diệp gia mà nó đã mang lại sự xấu hổ cho tổ tiên của ông người đâu có thần đưa nghịch tặc diệp văn chính về đại chu giam vào ngục chờ xét xử sau Rõ, chủ soái chết rồi, diệp thái sư cũng bị bắt rồi, chúng ta nên làm sao? chúng ta bây giờ là người của đại chu hay là người ngoại tộc đây? các tướng sĩ, trẫm là hoàng đế của đại chu, nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần mọi người buông vũ khí quay về đại chu ta, trẫm sẽ không truy cứu nữa. trẫm biết các ngươi là bị cha con diệp thị làm mờ mắt, vốn không hề có ý tạo phản, các người hãy nghĩ cho kỹ cha mẹ của các người ở đại chu, con cái và vợ, bọn họ đều đang đợi mọi người để đại chu đó. các vị tướng sĩ đã lao lực nhiều năm, ở biên giới thú Bây giờ chấm sẽ hạ chỉ, tất cả người trong quân Diệp Gia sẽ có quyền tự chọn đi hay ở, triều đình không cương ép. Cuối cùng chúng ta có thể về nhà rồi, đa tạ bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế. Bệ hạ, không hay rồi, không thấy viên thư đâu nữa, yên tâm, chấm sẽ không để chuyện này xảy ra lần hai đâu, chấm đã kêu mai kiếm đuổi theo rồi, muốn chạy à, đã được bệ hạ đồng ý chưa, các ngươi lui xuống đi, rõ ngươi đã bắt đầu đề phòng ta từ khi nào người ta đề phòng không phải ngươi người ta đề phòng là lâu chủ dạ lâu may mà nước cờ này không hại nhầm tiểu viên tử ngươi thua rồi lý khách ngươi dựa vào gì dựa vào gì mà thắng ta bởi vì ta không dùng thủ đoạn giống ngươi tạo nghiệt ắt sẽ bị báo ứng ta không tin sao ta có thể thua tên vô dụng ngươi chứ cùng đi chết đi chuyện này là sao ngươi vẫn là hạ cờ chậm một bước không thể, không thể nào không thể nào không thể nào chuyện giữa chúng ta thì hãy để chấm đích thân giải quyết đi <laughs> Ngịch tặc diệp văn chính đã thú nhận chuyện âm mưu tạo phản hôm qua đã sợ tội mà tự sát trong ngục rồi chấm biết rồi hắn cũng coi như chết là đáng trong triều vẫn còn không ít kẻ tặc tử chấm cũng không phải kẻ lạm sát. Chỉ cần các người chịu thừa nhận tất cả, chuyện trước kia từng làm, chấm có thể không truy cứu, tạ bệ hạ giáng ân, chấm tuyên bố, kể từ ngày hôm nay hủy bỏ quân hiệu quân diệp ra, lập lại một quân đội, phong hiệu là quân an định, do chấm trực tiếp quản giám, bệ hạ có cần chiêu binh mãi mã không? Không cần, quân diệp ra vẫn còn đó, nếu còn có ai muốn tận lực trong quân, thì đều có thể nhập ngũ, nếu không muốn ở lại trong quân, thì có thể nhận lương và về quê sống yên bình. Bệ hạ ngài không định truy cứu chuyện mưu phản của quân diệp gia ư quân lệnh như núi bọn họ cũng là bất đắc dĩ hà tất phải liên lụy tới người vô tội bệ hạ không tính chuyện cũ mà vẫn chịu ban phúc cho tướng sĩ quân diệp gia thật là phúc của thiên hạ thần thay mặt tướng sĩ quân diệp gia tạ bệ hạ khoan dung bệ hạ sau khi diệt nghịch đẳng triều đình thanh minh quốc khố được bổ đầy hiền đức của bệ hạ đã được lan xa chắc chắn sẽ tạo ra một kỷ nguyên thịnh vượng khác sau thái tổ Bây giờ Lâu Lam đã mở đường kinh doanh với Đại Chu ta, tạo trúc cho không biết bao bách tính. Đây cũng đều là nhờ công đức ngàn thu của Bệ Hạ. Các khanh quá khen, Bệ Hạ trong lòng có thiên hạ, nhất định là minh quân thượng cổ, đại đạo vi công là vi quân chi bổn, khởi bẩm Bệ Hạ, sứ giả Lâu Lam cầu kiến, mau truyền, truyền sứ giả Lâu Lam diện kiến. Tham kiến Hoàng đế Đại Chu, vua ta cảm kích sự trượng nghĩa ra tay cứu trợ của ngài nên đã lệnh thần đưa một phần quốc thư đến bày tỏ thành ý, và kêu thần đến bày tỏ ý hòa thân. Bệ hạ nghĩ sao? Được, đứng dậy đi. Không biết lâu lam sẽ gả vị công chúa nào qua đây vậy? Được được, tạ ơn bệ hạ. Kể từ nay Phong Vân là công chúa làm hoàng hậu đại chu, hy vọng hai nước ta sẽ gắn bó tình hàng xóm, đời đời tương truyền. Tạ bệ hạ, hoàng hậu mau đến đây với chấm. Bệ hạ, ngoài việc Vân là công chúa hòa thân, vua ta còn tặng bệ hạ chục vị mỹ nhân, cho bệ hạ lựa chọn, thật ư. Lâu Lam Vương này đúng là nói được làm được. Nhưng mà kêu chấm chọn thì thật sự khó cho chấm quá. Nếu chấm thích hết thì làm sao? Nếu bệ hạ đều thích hết, thì tặng hết cũng không sao. Tốt, tốt. Vậy chấm lấy tất lấy tất. Hoàng thượng, ngài thật là phong lưu, bộ ngài không sợ, người trong thiên hạ sẽ cười này là một hôn quân sao? Chấm, chính là đại hôn quân phong lưu mà. Hoàng hậu, nàng thích không? Bệ hạ đáng ghét. Bệ hạ đang độ tuổi xuân thu, quả nhiên là thần dũng vô song. Bệ hạ ngật thu vạn đới, vạn tuế vạn vạn tuế. Những tháng ngày của hoàng đế thật sự quá sung sướng, không còn sớm nữa, hay là chúng ta tẩm đi. Hoàng thượng để thần thiếp hầu tẩm người nha. Được được được, Bệ hạ chẳng phải ngài nói tối nay sẽ, sẽ tới chỗ thần thiếp nào? sao tịch giao à nàng xem chấm hai ngày nay bận quá quên mất hay là ngày mai ngày mai chấm sẽ tới chỗ nàng nha xem ra bệ hạ là không yêu thần thiếp rồi thiếp đi là được chứ gì tịch giao ta không ghét nàng là chấm là chấm sai rồi bệ hạ nói có thật không không ghét tịch giao chứ thật là không ghét mà vậy là hoàng thượng ghét thiếp rồi cũng không có ghét hoàng hậu bệ hạ để bổn cung xem xem là yêu nữ nào có thể cướp bệ hạ đi bệ hạ bệ hạ thôi đủ rồi hay là cùng nhau đi thế thì ra thể thống gì nếu hoàng hậu thấy không thỏa đáng vậy chống không giữ nàng nữa bổn cung thân là hoàng hậu tiểu yêu tinh không đi thần thiếp cũng không đi vậy ý của hoàng hậu là vậy còn đời gì nữa bệ hạ bệ hạ à chấm tới đây chấm tới đây ây ấy bệ hạ lại chuyện gì nữa bệ hạ nguyệt phi nương nương có hỉ rồi ta sắp làm bố rồi hả